thì nó mở ra cái cơ hội để cho các cái dự án nước ngoài đến Việt Nam, thì các nhân sự cao cấp của Việt Nam tăng khả năng tiếp cận với các cái dòng tiền của thế giới, tăng khả năng tiếp cận với các mô hình kinh tế của thế giới, tăng khả năng tiếp cận với các cơ hội để hội nhập, cơ hội đi, rồi cơ hội người ta mang tiền, mang công việc đến tận quê hương của mình. Đấy thì cái đấy thì nó ai cũng biết. Vâng, chủ đề ngày hôm nay thì tôi muốn nói đó là nền kinh tế canh bạc và mô hình Lego. Cái chủ đề này, những cái cách nhìn để mà tôi đi qua và tôi đi đến đây, đến bây giờ, thì tôi đã nhìn thấy nó từ năm 2007-2008. Và lúc bây giờ tôi đã đi giảng ở trong các trường đại học cho sinh viên cuối khóa, những cái chủ đề khởi nghiệp, định hướng khởi nghiệp này, hay là những cái chủ đề về rút ngắn khoảng cách nhà trường và cuộc đời. Cũng có những cái lớp nhỏ thì tôi giảng bằng tiền của Bill Gates, tiền của Microsoft ấy, startup ấy, khởi nghiệp. Cũng cũng có những khi thì tôi được mời sang viện quản trị kinh doanh của Đại học Quản trị Kinh doanh ấy, để mình giảng về khởi nghiệp. Thế thì mình cũng đang nhắc đến cái này, nhưng có lẽ lúc ấy nó xa vời vợi với lại sinh viên khí thế hừng hực chuẩn bị tốt nghiệp nhé. Hôm nay có mấy cái điểm mục mà tôi sẽ đề cập đến nhé, nhưng mà tôi sẽ đề cập đến ở mức độ thấp thôi, để chúng ta cùng cùng đánh giá được, cùng nhìn thấy cái bức tranh toàn cầu nhé, và cái việc của mọi người là xem vậy thì mình đang ở đâu nhé, con cái dòng tộc của mình đang chuẩn bị định hướng đi đâu. Nếu ai mà có tầm nhìn xa hơn để xem đến cả đất nước của mình đang ở đâu, giới trẻ đang ở đâu. Nhưng thì cái đầu tiên thì tôi sẽ nói về toàn cầu hóa, mà toàn cầu hóa là cái câu cửa miệng quen lắm rồi. Bây giờ nên nói đến toàn cầu hóa thì người nông dân cũng biết rồi. Nhưng như trước đây ấy, thì trước khi hội nhập WTO là chúng tôi đã đi giảng về toàn cầu hóa. Đấy, cho các doanh nghiệp và cho sinh viên các trường đại học, đặc biệt là cái nhóm khởi nghiệp, để chúng ta có cái định hướng, cái nhìn toàn cầu, một cái bức tranh toàn cầu. Cái vấn đề thứ hai này tôi muốn đề cập đến đó là cái nền kinh tế canh bạc, một cái thuật ngữ là nền kinh tế canh bạc nghe hơi lạ tai đúng không, nền kinh tế canh bạc và mô hình Lego đấy. Và cái chủ đề thứ ba là thứ bốn là bữa bữa tiệc lớn đấy. Và số sáu là số năm là sự lệ thuộc đấy. Và số sáu là tư duy fast food, và cuối cùng phần kết là những thứ chóng qua và chóng quên, hiệu ứng domino. Tôi muốn nói với các bạn là cái toàn cầu hóa ấy, thì những gì bạn thấy nhé, những cái gì bạn thấy đó là gì? Số 1 là một thế giới không biên giới về kinh tế, một thế giới không biên giới về kinh tế. Thì tôi cũng xin nói là cái này từ năm 2007, 2008, 2009 là tôi đi giảng rất nhiều trong các trường đại học, trong các chương trình khởi nghiệp, rồi cho các doanh nghiệp nữa. Thì bao giờ tôi cũng đề cập đến cái việc là một thế giới không có biên giới về kinh tế. Đó. Và cái toàn cầu hóa thì nó một cái bất cập là nó không có chính phủ toàn cầu và nó lệ thuộc vào các cái tổ chức đấy, như là tổ chức thương mại, Liên Hiệp Quốc, rồi các cái quy quốc tế đấy. Thế nên là nó không có chính phủ toàn cầu nhé. Thế cái bức tranh toàn cầu hóa là đầu tiên, việc đầu tiên là một thế giới không có biên giới về kinh tế đấy, thì nó mở ra một cái cơ hội và khả năng tiếp cận cho con cháu chúng ta, cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ ngày đấy thì bây giờ ông mà 40 rồi, hồi hồi tôi đi giảng thế hệ A còng, thế hệ 8X, thì các cái học trò mà hồi đấy tôi giảng là sinh khoảng sinh 81, 82 đấy. Thì nó mở ra cái hội nhập, nó mở ra một cái cơ hội lớn cho cả dân tộc nhé. Chúng ta được hội nhập và tăng khả năng tiếp cận, con cái chúng ta có thể đi du học ở nước ngoài, đi du học Thụy Sĩ, du học Mỹ, du học Canada, không, nó tăng cái cơ hội tiếp cận. Người giỏi đi du học, người không giỏi thì đi ra nước ngoài lao động rồi làm việc đấy. Thế rồi cái hội nhập thì các công ty nước ngoài họ đổ bộ vào Việt Nam đấy. Thì nó có nhiều cái dự án nước ngoài, thì nó mở ra cái cơ hội để cho các cái dự án nước ngoài đến Việt Nam, thì các nhân sự cao cấp của Việt Nam, các công ty nước ngoài như Samsung đấy, các dự Toshiba rồi Honda rồi Toyota đến Việt Nam. Thì nó mở ra một cái cơ hội như vậy thì tất cả đều biết rồi nhé. Tăng khả năng tiếp cận với các cái dòng tiền của thế giới, tăng khả năng tiếp cận với các mô hình kinh tế của thế giới, tăng khả năng tiếp cận với các cơ hội để hội nhập, cơ hội đi, rồi cơ hội người ta mang tiền, mang công việc đến
tận quê hương của mình. Đấy thì cái đấy thì nó ai cũng biết, đúng không? Thì không phải kể lể nữa. Đấy. Và lúc ấy thì chúng tôi giảng là gì? Ai cũng có một cái khát vọng. Thì chúng tôi phải giảng cho sinh viên là gì? Các bạn phải có tư duy toàn cầu. Đấy thì tôi chuyên chỉ đi giảng về thay đổi, và thay đổi tư duy mà. Phải có tư duy toàn cầu, phải có tầm nhìn toàn cầu, phải có ngôn ngữ toàn cầu, là ít nhất như là English, phải nói được tiếng Anh. Đấy. Nên phải xem cái văn hóa toàn cầu, rồi giao tiếp toàn cầu, thương mại toàn cầu, đủ các thứ toàn cầu, tầm nhìn toàn cầu, kế hoạch toàn cầu, thị trường toàn cầu. Thế rồi luật quốc tế đủ các thứ. Thì vẽ ra một cái bức tranh toàn cầu. Thì cái hồi đấy là chúng tôi đi giảng trước hội nhập mà. Và chẳng hạn như là cái khu vực Bắc Ninh ấy, là chúng tôi về giảng. Bây giờ tôi kết hợp có cả tôi này, có cả Tâm Việt này, một vài chuyên gia nữa về để giảng, để chuẩn bị cho cái chính sách một cửa. Và thực sự là khi đi ra nghỉ thì tôi lắng nghe ở phía bên ngoài ấy, và nó có những cái bất cập về cái tư duy của các cái cán bộ cấp lao nhau tại tỉnh ấy. Đấy, thì ra họ cũng đưa ra cái ý kiến của mình. Chẳng hạn như khi chúng tôi nói về cái việc giao tiếp cởi mở và cái việc là giao tiếp như nào, rồi fair play, rồi dạy về giao tiếp nữa, thì họ nói là đó là bên doanh nghiệp đấy, chứ chính quyền mất uy. Thì tôi lúc vào thì tôi mới bực mình, tôi bảo uy cái gì mà uy gì, uy to thế, uy. Thì bây giờ tôi đưa ra cái quy luật ấm chén đấy, cái ấm này muốn bàn phát, muốn rót cho cái chén, cái ly ấy. Đấy. Thì cái ấm thì to, cái ly thì bé, thì phải còn phải nhấc cái ly lên cơ, còn phải cúi đầu xuống cơ. Đấy. Chứ còn bây giờ lại thế, bây giờ Bắc Ninh là cái nơi được nhận để kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài rót vào Bắc Ninh. Thế nhá, thế cái người rót nó mới là cái ấm, còn Bắc Ninh cái cả cái tỉnh chỉ là cái ly. Thế bây giờ cái ly lại cứ muốn to hơn cái ấm thì nó rót đi đâu, nó rót sang Bắc Giang bây giờ đấy. Thì lúc bây giờ là có rất nhiều vấn đề phải dậy, đặc biệt là trước cái gọi là một cửa đấy, đừng có làm khó doanh nghiệp. Thế nhưng mà đấy là tùy những cái bài mà mình soạn để mình giảng cho các cái tầm mức độ. Tôi cũng còn gặp cả những cái kiểu tư duy như vậy khi tôi về chính quê hương của tôi là tỉnh của tôi. Nhưng mà tính tôi thì ghê gớm. Tôi vào tôi thấy mấy anh vẫn ngồi ngoài hút thuốc, xong rồi nhìn về mấy cô và thầy trông đẹp trai hết nhỉ. Đấy. Thế rồi mấy ông ở mấy ông chém gió này không biết bao giờ xong. Tôi lên tôi gọi một thằng nào bảo chém gió đi ra ngoài này, tôi bực. Thế thì hôm nay tôi sẽ không nói nhiều về vấn đề đó, vì những cái đó nó đã xảy ra rồi. Thì bây giờ có một cái PowerPoint mà tôi sẽ mất khoảng 30 phút để đàm về nó. Đó là hội nhập hay là nhập hội. Chính phủ ký hội nhập thì mặc sát bố con nhà bạn, mấy ông nông dân ấy mà kia bị nhập hội tất rồi. Nhưng mà lúc ấy đi giảng thì những người buôn bán nhỏ ở chợ Gia Cẩm, Việt Trì, rồi những chợ Mè, Phú Thọ, chợ Sắt, Hải Phòng, chợ Đồng Xuân, rồi các doanh nghiệp nhỏ ấy, là cảm thấy hội nhập nó không phải việc của mình, nó chả liên quan gì đến mình. Nhưng tôi đã cảnh báo rồi nhé, đừng có đùa. Đấy. Đây sau là mất ăn hết đấy. Thế y như rằng sau này các cái tiểu thương ở các cái chợ trung tâm thương mại, các cái chợ ở các tỉnh ấy thì các thành phố ấy là chết đói dài răng, ngồi bán cả ngày đến chiều không đủ tiền đánh cả con đề. Thế mà họ vẫn cứ bám chợ, họ không biết là làm sao. Đấy, thế thì cái sấp mà chúng tôi cứu được là thúc đẩy nó là cái sấp trẻ. Và hôm nay tôi live stream này thì tôi cũng nói với các bạn là không cứu được hết đâu ạ. Không phải ai nghe cũng hiểu. Hiểu rồi lại còn phải là thực hiện nó và làm nó, thì không phải ai làm được. Thế nhưng mà lúc bây giờ thì nó mở ra rất nhiều cái cơ hội cho các doanh nghiệp trẻ. Chẳng hạn những cái công ty dược, đấy, công ty dược Asian Pharma, công ty dược Sao Thái Dương, những công ty dược gì mà sản xuất Temesunas, là cái thanh hoa vàng này, để làm thuốc chống sốt rét sang châu Phi đấy. Rồi hãng xe máy Sufat các thứ đấy. Rồi hãng trà, là tôi dạy hết mà. Và tôi vẫn nhớ cái buổi dạy đấy, trong cái lúc mà tôi uống cà phê, nó còn đổ vào cà vạt. Đấy. Thì xong mới thấy là cái cà vạt, mấy cái áo Pierre Cardin của tôi nó trắng. Thế mà về giặt nó hết được. Đấy, thì xong bắt đầu nó cũng là một cái ví dụ mà sau này mình đi giảng, mình nói về cái việc nó, về cái làm sản phẩm. Tôi nhắc lại là cái hội nhập thì nhiều người nói rồi nhé. Và ảnh hưởng hay không là cơ hội không biết tất rồi, toàn cầu hóa. Nhưng mà hôm nay tôi muốn đề cập đến những thứ mà bạn có thể chưa thấy, hoặc có những người không bao giờ thấy, đó là mặt trái của nó nhé. Đấy. Nó thôi thúc là tất cả chúng ta đều định hướng con cái là tham gia để hội nhập được.
tăng khả năng tiếp cận cho con cái. Nhưng các bạn có muốn được tham gia không? Rất là muốn, rất muốn được tham gia. Đấy. Nên là các bạn rất là hưởng ứng cái chương trình tiếng Anh của tôi cho con trẻ. Đấy. Để mong con mình trở thành công dân toàn cầu. Đấy, để đi được khắp thế giới. Thế thì nhưng toàn cầu nó có một cái mặt trái nha. Đó là gì? Nó không có chính phủ toàn cầu. Nên toàn cầu hóa ấy, là nó không có chỗ cho kẻ yếu là cái đầu tiên. Không có chỗ cho kẻ yếu. Kẻ yếu bao gồm cá nhân yếu đuối, bảo thủ, chồng mông, chồng nít, đi giật lùi vào tương lai, không chịu mở não ra, không hội nhập kịp. Miếng cơm ở trên quê hương mình ấy, nhưng người ta đến tận nơi người ta giật mất, nhưng không hề biết. Đấy. Nên tôi vẫn vui mà đôi khi ngày xưa đấy, mùa xuân đến từ những giếng dầu, mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm màu, mùa xuân từ những gian khoan hỡi biển khơi ở đầu mõ quý, mùa xuân hạnh phúc tình yêu với tấm lòng Việt Nam Liên Xô. Đấy, thì những cái đấy là nó đã mở ra từ cái hồi đấy rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta có những bài hát các nghệ sĩ ca ngợi về cái việc là khoan dầu. Ừ. Sau này Liên Xô tan rã thì nó lại mới trở lại về cho Rạch Giá, Vũng Tàu, chứ nếu không bây giờ nó là cái đặc khu đấy, nó thuộc về Liên Xô khai thác. Thế sau này thì đến lúc mà hội nhập chính thức ấy, thì tôi nhắc lại là nó không có chỗ cho kẻ yếu. Mà tôi vẫn các bạn là tôi nhớ lại, tôi xin mấy phút để tôi nói về một cái hồi ấy đi giảng. Hồi đi giảng thì là bây giờ hình như là 149 nước trong WTO thì phải. Và bây giờ Bắc tuyển đang đi đàm phán để cộng thêm Việt Nam. Đấy, thì 149 cộng thêm một quốc gia là Việt Nam, hỏi bằng bao nhiêu? Đấy, thì các bạn nói là 150. Đấy, thì chúng ta mới bẫy mà. Bẫy các học viên là các doanh nhân. Rồi đấy thì cái đấy về hỏi con mình học lớp 4 nó cũng biết này. Còn doanh nhân nghĩ thế là chết. Hội nhập không thể áp dụng được 1 cộng 1, 1 cộng 1 không bằng 2. Chẳng hạn là một Việt Nam cộng với Trung Quốc thì không bao giờ bằng 2. Nhá. Đấy. Thế thì khi hội nhập ấy, là chúng ta sẽ hội nhập bằng cái gì? Nó có cơ hội nào? Thế chúng ta đem xe công nông đầu ngang sang nước ngoài nhé, hay đem cái gì? Thì bây giờ chúng tôi dùng cái từ những cái đế giày của ông lớn dẫm đạp mà họ hội nhập vào, họ vào Việt Nam thì nó sẽ dẫm đè bẹp các cái doanh nghiệp bé nhỏ lóp ngóp. Và lúc bây giờ thì chúng tôi đề cập đến thị trường ngách để cho những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hoặc doanh nghiệp khởi sự Việt Nam, thị trường ngách, rồi chiến lược đại dương xanh. Đấy. Thì tôi giảng, bây giờ tôi giảng về chiến lược đại dương xanh rất là nhiều. Nhưng mà hồi đấy thì say xưa với cái hội nhập đấy thì rất ít người biết tôi là bác sĩ. Đấy, chỉ có khi nào mà tôi đi nói về sức khỏe thì người ta mới biết tôi là bác sĩ. Còn lúc bây giờ tôi đi giảng về những cái đấy, có các doanh nghiệp, tôi giảng về cả dầu khí mà. Đấy, rồi Petrolimax Việt Nam, rồi xong Sudico, rồi cái gì Vinaconex, nói chung là các cái hãng lớn. Đấy, cả ngân hàng Techcombank thì là các cái tập đoàn lớn. Thế thì mọi người chỉ nghĩ tôi là gọi tôi là chuyên gia, chứ không ai biết tôi là bác sĩ. Một bác sĩ đi giảng về hội nhập, rồi kinh doanh, rồi thương hiệu tùm lum tùm la này. Thì sau này nhiều người mới lạ và tại sao ông là bác sĩ, một lĩnh vực nào ông cũng đã. Thưa với các bạn là gì, nó không đến nỗi tài thánh như đâu ạ. Bác sĩ, nhưng mà bác sĩ các bạn chỉ quen là y tế, còn tôi thì thiên về y học. Đấy, thế nên là cái y học đấy nó và mình nghiên cứu về tiềm năng con người và động lực rồi hành vi. Thế nên là nó mới áp dụng ra trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống. Đấy, chứ nó không phải là cái gì ghê gớm. Thì không có chỗ cho kẻ yếu, trong đó gồm cả các doanh nghiệp yếu đuối sẽ bị mất thị phần. Và các cái tiểu thương là yếu đuối nhất, mất miếng ăn ngay. Và đến bây giờ đấy thì các bạn nhớ lại một thời của mẹ mình ngày xưa đấy, có sạp hàng ngoài các cái chợ lớn, thì bây giờ đấy các bác ấy vẫn giữ, mẹ mình có thể thoái rồi, đúng không? Nói chung là bây giờ không đủ tiền đi siêu âm, đi khám bệnh nữa. Có bà không đủ tiền anh để, nhưng vẫn cứ bám chợ để ngồi, đúng không? Và bây giờ bán cái gian hàng đấy còn không được giá thôi, chả ai mua cả. Đấy, thế thì mặt trái của nó ấy, là gì? Nó không có chỗ cho kẻ yếu. Và các bạn kẻ yếu ấy, thì là gì? Sẽ bị tụt hậu, sẽ bị bỏ rơi. Mặt trái của toàn cầu hóa và xã hội dân chủ là kinh khủng khiếp. Tôi hứa mãi nhưng mà tôi cũng chưa có hôm nào đề cập đến mặt trái của xã hội dân chủ. Và hôm nay tôi chỉ hé một chút về mặt trái của xã hội toàn cầu hóa dưới một cái góc nhìn nho nhỏ thôi.
thì cho gợi ý chúng ta, nói nhiều quá chúng ta sẽ bị tổng hòa nhập ma và chúng ta loạn não lên, xong chúng ta lại đành là thụt vòi và lo sợ. Nhưng tôi chỉ nhắc lại là tôi kêu gào với thế hệ 8X hồi đấy là gì, Việt Nam hội nhập rồi, thế thì chúng ta nhập hội hay là hội nhập hay là nhập hội. Nhưng khi hội nhập là chúng ta bị nhập hội với trò chơi toàn cầu, nhưng mà chúng ta không thể nhập hội với trò chơi toàn cầu bằng cái tư duy ao làng được. Đấy, thì bây giờ là gì, mình phải đưa ra các hình ảnh là cái sản phẩm của Việt Nam ấy, nó cởi chuồng, nông sản Việt Nam là cởi chuồng sao, tức là không có bao bì, không có nhãn mác, nó không đồng đều về chất lượng, nó không có thương hiệu, nên là bây giờ nó gắt gao về thương hiệu rồi về bản quyền rồi gì là PR đấy. Thì tại vì các bạn biết là Việt Nam cũng chỉ mới hội nhập vào những năm 90-91 bắt đầu hội nhập. Thế nên là đến lúc mà mình đi giảng thì nó đẩy được cho một số doanh nghiệp trẻ. Thế nhưng mà nó cũng gợi ý cho cái nhìn. Thế còn đây tôi diễn tiếp là về mặt trái của nó, là đặc biệt là gì? Nó dễ bị thao túng. Tức là về thương mại, về thị trường nó rất dễ bị thao túng bởi các doanh nghiệp nhỏ, các ông lớn. Các ông lớn họ có thương hiệu toàn cầu, họ đổ bộ vào Việt Nam một cái là đi Tây. Những năm trước ấy, là cái thị trường bán lẻ, thị trường Walmart của Việt của Mỹ nó định đổ bộ vào Việt Nam ấy. Thế nhưng mà thế nào họ cũng chưa vào. Đấy, chứ còn họ đổ bộ vào Việt Nam thì các cái doanh nghiệp mà bán lẻ của mình đi hết, đúng không? Thế sau này tôi cũng đi giảng cho một số ngân hàng, và đặc biệt là tôi giảng cho hệ thống quỹ tín dụng Việt Nam trên toàn quốc ấy, giảng cho các cái chủ tịch quỹ mới lại giám đốc quỹ tín dụng Việt Nam. Tại sao? Vì các bác ấy đôi khi là cán bộ nghỉ hưu xong ra làm cái quỹ tín dụng. Mà quỹ tín dụng thì nó lại hoạt động như ngân hàng, sau này người ta có xu thế muốn đổi nó thành là ngân hàng nông thôn. Thì nó bị cạnh tranh bởi các ngân hàng chính thức của Việt Nam, nhưng mà nó cũng bị cạnh tranh bởi các ngân hàng thương mại quốc tế, họ đến họ rất là pro, họ rất là chuyên nghiệp. Đấy. Thế mà các ông này thì lại già nghỉ hưu rồi, bắt đầu mấy cái bà lão ở nhà quê nữa. Có thể cán bộ xã cũng lại chuyển sang quỹ tín dụng, cũng giám đốc, cũng chủ tịch quỹ, rồi cũng kế toán kinh nghe được. Thế nên là thì hồi đấy là mình phải đi giảng với những cái đấy. Có nghĩa là mặt trái là chúng ta dễ bị thao túng. Các doanh nghiệp nhỏ bị các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp lớn thao túng. Nhưng mà trẻ nhỏ của Việt Nam ấy, con cái, con cháu chúng ta ấy, cũng bị thao túng. Và chính các bạn cũng bị thao túng. Thao túng về truyền thông, thao túng tất về định hướng. Đấy, về tư duy, về gu ăn mặc. Fast food đổ bộ vào Việt Nam. Đấy. Đến nỗi mà các bạn Tây đến Việt Nam, thì giới trẻ Việt Nam thích giao lưu với bạn Tây mà thích lắm. Chứ người Việt Nam là hiếu khách, hiếu kỳ và thích Tây. Đấy, chứ không như một số nước đâu, một số nước đến nước nó mà bạn nói không nói được tiếng của nó ghét bạn lắm. Đó. Chẳng hạn như bạn tôi sang Pháp, giáo sư Lucas là nói tiếng Pháp như người Pháp, còn nói được cả tiếng Pháp vùng miền. Đấy, thế nhưng mà vợ ông không nói được tiếng Pháp, nó hỏi bằng tiếng Anh, họ kêu hết đồ ăn rồi. Họ kêu hết đồ ăn rồi, nên họ không muốn phục vụ. Nên là Lucas nào là phải nói tiếng Anh thì họ mới lại phục vụ niềm đó, à nói tiếng Pháp. Đấy. Thì tôi muốn nói với các bạn là nó rất dễ bị thao túng, con cái chúng ta bị thao túng. Nên là các bạn trẻ Việt Nam thích Tây, đưa các bạn Tây đi ăn thì lại không biết đưa nó đi ăn bún chả hay phở để giới thiệu về thương hiệu Việt Nam, bánh bèo, bánh xèo gì đấy, mấy cái đấy nó mới thích. Lại đưa nó đi ăn KFC cho nó sành điệu. KFC ở một số quốc gia thì nó chỉ là cái đồ ăn gì cả. Như bên này nếu vào KFC đấy là đồ ăn fast food, đồ ăn cho giới lao động, giới cần lao. Lái xe bơm xăng vào, bơm xăng thì bên cạnh nó có KFC vào đấy mà ăn đồ ăn fast food. Đấy, thế thì ở Việt Nam lại thích sành điệu, đưa bạn Tây mình đi ăn những cái đấy. Thế đâm ra là gì? Nó bị thao túng gu ăn mặc. Đấy. Người Hàn Quốc chỉ tặng cho Việt Nam một số bộ phim chiếu rất dài tập. Đấy. Và ngày đấy chúng ta thấy cái gu Hàn Quốc là cứ tình yêu Tây Ba, xong một người máu trắng, một người ung thư chết. Thì chúng ta bảo sao là cái tông phim, cái kiểu phim của Hàn Quốc là cuối cùng nó cứ ung thư với máu trắng là nào. Thì lúc bây giờ là nó phản ánh cái thực trạng Hàn Quốc như Việt Nam bây giờ. Rất nhiều chất độc trong đồ ăn, người ta bất chấp để người ta kiếm tiền. Đấy. Thế thì nay mai Hàn Quốc sẽ làm một phim khác, và lúc ấy cái gu ung thư, gu mà chết bớt đi đây thì lại sẽ dành cho Việt Nam. Nó lại, tại vì cái nghệ thuật nó tái hiện, nó là cái gương soi cuộc sống tại cái thời điểm đấy mà. Thế nên là
Hàn Quốc chỉ chiếu một cái phim dài tập cái thôi. Đấy, thì sau này là người Việt Nam là môi sinh hóc, tóc sinh ly, mi sinh hiêng, ăn mặc theo Hàn Quốc. Đấy, là sau đấy xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Đấy, đấy là sau đấy xuất khẩu lao động Nhật. Đấy, đấy. Thì hồi đấy là cái phim Oshin của Nhật. Phim Oshin của Nhật đấy chiếu với cô Oshin đấy chính là cô tên là Oshin đúng không? Thế sau này nó thành ra cả một cái câu cửa miệng, người Việt Nam tuyển người giúp việc cũng gọi là Oshin. Đấy, đi ra nước ngoài để làm giúp việc cũng gọi là đi ra nước ngoài làm Oshin. Oshin là cái tên của cô gái đi 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 làm giúp việc đó. Thế nên nó ảnh hưởng kinh khủng, nó bị thao túng, nó bị, đúng không, nó bị thao túng, dành cả cái tuổi tuổi trẻ cho đến lúc trưởng thành để đi học, học bắt kính dày, học ngày học đêm, bố trợ đi học, học đủ thứ bà dần. Sau đó thì là học tiếng Nhật xong đi sang bên kia làm ô xin. Thế nên là đốt hết tuổi thanh xuân về đấy, 30 tuổi về có được độ trên dưới chưa chắc được tỷ bạc, nhưng lấy được thằng chồng đánh nghề đánh bạc nữa là cũng hết, mặc xây cái nhà muối xe nữa cũng hết. Thế đâm ra là nó không có chỗ cho kẻ yếu nhé, và nó bị thao túng. Nhưng nó còn xảy ra một hiện tượng là quýt làm cam chịu, quýt làm cam chịu nhé, quýt làm hội nhập ấy, quýt làm cam chịu. Đó là gì, tí nữa tôi sẽ nói đến nhé. Bởi vì là nó sẽ có rất nhiều cái dự án, cái dự án, những dự án chẳng hạn như những cái dự án đặc khu kinh tế, người ta ký với nhau hàng đấy là hàng trăm năm đúng không? Thế thì những cái người mà ký có khi chỉ 5 năm sau nghỉ rồi, đến đời con cháu ta chịu đấy, cứ kiểu như vậy. Quýt làm cam chịu, nó như bố uống rượu rồi đấy, bố bán hết đất rồi, bố đánh đề đánh bạc vỡ nợ xong con cái phải chịu. Đấy, thì cái nó hiện ra hiện tượng quýt làm cam chịu. Người này làm người kia phải chịu. Các quyết sách sai lầm về toàn cầu ấy, là nó có thể ảnh hưởng đến quốc gia, nó có thể mất một vài phần lãnh thổ, một số quốc gia dính bẫy nợ của Trung Quốc hoặc mất cả cảng biển. Đấy, thì cái hiện tượng đấy là quỹ làm cam chịu, nó chưa từng xảy ra ở trong thời thời kỳ trước. Thời kỳ trước trên thế giới những cái vụ đấy nó đếm được nha, nó đếm được đấy. Chẳng hạn như ngày xưa Từ Hy Thái Hậu ký mất Macau này, ký mất Hồng Kông vào tay người Anh này, đấy, Macau là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gì đấy đấy. Thế thì nó rất là ít. Thế nhưng mà bây giờ thì cái hiện tượng đấy nó xảy ra xuống đến tận là các tỉnh. Đấy, thế nên là nó xảy ra hiện tượng quýt làm cam chịu đấy. Thì nó có cái mặt trái khủng khiếp như vậy nhé, mặt trái của toàn cầu. Cái đầu tiên là không có chỗ cho kẻ yếu, không ai muốn bênh vực kẻ yếu cả, bị thao túng. Và cái số 2 tôi mới đề cập hôm nay đó là nền kinh tế canh bạc, mô hình canh bạc. Ở Việt Nam các bạn cũng hay đánh bạc phết đấy. Các bạn xem trong một sới bạc thì có nhiều đại gia không? Có nhiều ông nhà giàu không? Nó đi những cái xe rất đắt tiền đấy, đem theo vali tiền, đồng hồ Rolex, điện thoại Vertu, nói chung là tiền hàng vali, nhẫn vàng, hột xoàn rất nhiều. Đấy. Thì những cái canh bạc lớn ấy, những canh bạc liên tỉnh mà đợt trước vừa rồi đấy, người ta bắt đến cả an ninh và các sếp an ninh mà cũng dính vào đấy cơ mà đúng không, thì nó nhiều tiền không, những cái đánh bạc trên trên toàn lãnh thổ ấy, thì cái sới bạc nó rất nhiều tiền đổ vào đấy. Thế nhưng mà gì, lúc này thì ông này gạt về ôm cái đống tiền đấy về mình đấy. Thế nhưng mà có thể đến mai thì lại bảo ông nhảy lầu rồi, tại vì nó lại chạy sang người khác đấy. Thì cái nền kinh tế canh bạc nó sẽ xảy ra ở thời đại hội nhập, là nó cái mô hình kinh tế canh bạc, tức là nó rất nhiều tiền đưa vào cái lưu thông, nhưng mà cái tốc độ nó quay vòng rất nhanh, như kiểu này. Người ta không còn đánh cả nhiều cây như ngày xưa, đánh tán là đánh tiến lên gì đấy, đánh tú lơ khơ, nhưng bây giờ chúng nó đánh ba cây, đánh ba cây để cho nhanh đấy. Nhưng mà còn có khi là gì, thợ rồi thợ xây thợ nghề ngồi nghỉ với nhau đấy, có khi là trong này có đồng tiền nó rút ra thì đầu với đuôi tôi không hiểu, thế nó rơi mấy đồng tiền đấy, nó lấy tiền của nhau đấy. Tức là chơi cho nhanh, ba cây cho nhanh, để sóc đĩa uống nước cho nó nhanh. Thì là gì, tốc độ dòng tiền quay nhanh nhé, vốn ODA rót vào này đấy, rồi dự án rót về cho cái tỉnh này đấy. Làm một cái trường học thôi nhé, làm cái bệnh viện thôi. Khi tôi rời bệnh viện nơi tôi làm việc là lúc ấy bắt đầu cũng đang dự án xây đấy. Thế rồi dự án trường cấp 2, quê tôi có trường mà ai xây xong rồi nó bục ghê quá, tôi chỉ sợ sập vào đầu trẻ con thôi đấy, nó nứt nẻ hết rồi đấy. Trên đó gọi là nền kinh tế canh bạc, tức là các dự án nó quay rất là nhanh đấy, nó hùn tiền vào nhau vào, nó có vẻ rất là nhiều tiền. Thì các doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam cũng thế, chở hàng tải tiền ấy, nhưng mai lại hết không được, lại chết đói rồi, lại đi cắm xe rồi. Thế thì kinh tế canh bạc, tư duy canh bạc ở đâu mà nó ra
Yeah. Tức là cái dòng tiền, thứ nhất là khi hội nhập thì dòng tiền họ đổ bộ về. Tại sao dòng tiền họ lại đổ bộ về Việt Nam khi Việt Nam hội nhập? Đấy, nên các bạn hình dung. Nên cái này là nếu như mà có bảng về viết ở trong các cái lớp mà tôi dạy chuyên sâu cho các doanh nhân ấy, thì tôi sẽ minh họa cho tại sao mà nó lại đổ tiền nhiều vào. Tại sao mà giá trị những mảnh đất, giá trị bất động sản Việt Nam nó lại tăng vù đến đắt như thế. Thì cái đấy tôi giải thích từ lâu lắm rồi, và nó đều xảy ra đúng như thế. Thì ở đây tôi chỉ muốn nói với các bạn là nền kinh tế kim bạc là do cái dòng tiền nó chảy vào, và nó có các cái dự án. Thì tôi chính là một trong những người mà tôi mạnh dạn bước ra khỏi cái hệ thống công chức nhà nước, đúng không? Để tôi đón đầu vào hội nhập. Tôi đón đầu đến nỗi là tôi còn trở thành chuyên gia đi giảng trước được cho các doanh nghiệp to ở Việt Nam. Thì bạn biết là gì? Là tôi cầm đèn chạy chiếc ô tô kinh khủng như nào chứ. Đấy. Nên lúc mà tôi nhảy ra khỏi hệ thống y tế nhà nước ấy, là các thầy giáo tôi rồi quê hương tôi, mọi người buồn trách tôi, giận tôi lắm, tôi cô đơn lắm. Tôi bảo là về nhà chỉ còn mỗi chó nó mừng, không ai hiểu tôi cả. Đấy, không ai hiểu. Nên là tôi đi trước đón đầu được. Đón đầu đến nỗi tôi là thành chuyên gia được mà. Nên tôi đi dạy người ta không biết về các bạn trẻ sinh viên nó về quê nó bảo, ôi chú Cương về quê chú ấy mặc quần sóc lửng, chú đi tòng teng lên chứ chú, rồi ôi chú đến trường đại học oai lắm, rồi chú đi giảng các doanh nghiệp to lắm. Thằng này bác sĩ, thằng Cương ấy chứ nó dạy cái gì? Cứ gọi thằng này nó đi dạy chứ nó dạy cái gì? Chứ dạy cái gì trong các trường đại học không ai dạy những cái đấy. Mà đến lúc hội nhập thì nó rất cần cái đấy. Thì là đi dạy những cái đấy. Thì để các bạn biết được là nó tốc độ thế nhất. Thế thì tôi phát hiện ra và tôi đưa cái quan điểm là nền kinh tế dự án, nền kinh tế đánh quả. Ngày đấy tôi dùng là nền kinh tế đánh quả. Cái mô hình đánh quả tức là gì ạ? Khi mà tôi đang hoạt động cho một chuyên gia độc lập, thì lúc bây giờ là các bạn chỉ như là văn phòng chuyên gia Nguyễn Duy Cương thôi, thì tôi giảng qua các cái công ty như là Indochine tức là công ty Đông Dương này, rồi thì các cái công ty đào tạo khác. Chẳng có lúc thì tôi ký hợp đồng với lại cái bên đào tạo của xi măng, viện đào tạo của xi măng. Thì viện đào tạo xi măng sao họ dạy về tiêu chuẩn ngành hàng, rồi thì tất kết cứ các thứ đấy là của cái viện đấy rồi. Thế nhưng mà có những cái hội nhập thì các thầy lại có, nên là họ bắt đầu mời các thầy, các ekip đến để làm một cái dự án đi dạy cho các nhà máy xi măng. Thế hoặc là thì tôi đi dạy cho các cán bộ quản lý cấp trung của Petrolimex, từ các giám đốc, các trưởng phòng trở lên. Thế sau đó thì các giám đốc trưởng phòng trở lên là các thầy dạy, bọn em thay đổi tư duy rồi và nhìn thấy là vấn đề để hội nhập rồi. Và lúc bây giờ Petrolimex chỉ là tổng công ty xăng dầu thôi, nhưng nó sắp lên tập đoàn và nó mua lại Enron của Lào rồi làm việc với Singapore nữa. Thì để chuẩn bị lên tập đoàn thì bắt đầu có một cái dự án là đi dạy xuống toàn bộ các cửa hàng trưởng để còn làm việc hợp lý với lại các sếp to hơn đã được học. Thế thì là nó có một cái dự án đấy, nó có một dự án là phối hợp với một cái viện đào tạo, một học viện đào tạo. Thì lúc bây giờ thì cái học viện đào tạo đấy thì tôi chính là phó tổng giám đốc rồi của học viện đấy rồi đấy. Thì và cái phần về con người, phần về giao tiếp, phần về thái độ sống, phần về tư duy là tôi đảm nhiệm. Thế còn phần marketing đấy thì mời thầy Dũng bên Vũ Trí Dũng, thầy bên viện cái gì nó phối hợp với một cái dự án gì đấy VinFast ở bên viện Đại học Kinh tế Quốc dân đấy. Thế rồi mời các chuyên gia, rất nhiều chuyên gia mời về. Thế thì tất cả các chuyên gia thì đều là gì, đưa ra tham khảo các mô hình ở bên Hàn Quốc, bên Nhật, bên nước ngoài, các thứ về xăng dầu vân vân vân, rồi mang cái gì để mỗi ông đưa ra cái bài giảng của mình. Thì lúc bây giờ là các cửa hàng trưởng được học trong vòng 5 ngày, thì tôi có 1 ngày, còn 4 ngày kia là của 4 chuyên gia khác. Thì các thầy phải đưa ra kế hoạch, đưa ra dự án, thế xong ngồi với phòng đào tạo của Petrolimex Việt Nam. Đấy, thì lúc bây giờ là tôi gọi cụ Lý, cụ Lý, anh Lý anh ấy làm trưởng phòng này, rồi chị Thanh Bình làm phó phòng này, thế rồi giờ bạn Kiên cũng còn trẻ nó làm chuyên viên rồi phó phòng nữa, rồi bây giờ là anh Dũng phó tổng đốc, anh thể để họp bàn với nhau và các vấn đề của Petrolimex gặp phải là gì, các vấn đề của Petrolimex cần trong tương lai là gì, anh mời các thầy sẽ đáp để giảng. Thế xong bắt đầu là chúng tôi ngồi với nhau để
đánh giá từng câu từng chữ trong đã chuẩn đạt chưa, chỗ này dài dòng, chỗ này cắt, chỗ này trên kia thế nọ. Thế sau đó lại bắt đầu lại ngồi họp bên Petrolimax lại chỉnh, thì phải làm việc với nhau nó cả nửa năm như thế thì nó mới ra một cái lộ trình để giảm. Đấy, nó ra lộ trình để giảm thì giảm sau được hơn chục lớp, hơn 10 lớp, mỗi lớp học đúng chuẩn quốc tế, chỉ dạy 30 ông thôi, thì phần của tôi một ngày. Nhưng mà tất cả 100% các anh em chị em Petrolimax chỉ nói là cái phần của thầy Cương phải lên ngày nữa nó mới đã. Thế là cuối cùng phía công ty đành phải chấp nhận, mà bạn biết là chấp nhận thêm một ngày để người ta ăn ở khách sạn đấy, rồi tiền thầy nó cực kỳ tốn cho cả một cái hệ thống. Thế nhưng mà cũng chấp nhận đấy. Thế thì nên là cái phần của tôi thì nó rất là mới, nó nghiên cứu về con người. Và sau này nó có một công ty đào tạo của Nhật, họ sang họ đánh giá thì họ thấy có cái sự khác biệt về cái văn hóa ứng xử giữa xăng dầu thương mại và xăng dầu khai thác, tức là Petro Việt Nam là xăng dầu khai thác dầu khí đấy, và Petrolimax là bên thương mại xăng dầu, là khác biệt đấy. Thì tôi cũng là một trong những thủ phạm để tạo nên sự khác biệt đấy. Để gọi là gì, tôi nghĩ là tôi chạy trước thì cái dự án, bây giờ quay trở lại cái chuyện canh bạc đánh quả, thì có phải cái quả hay không, đánh quả một cái dự án đấy là nó chi phí nhiều tỷ đấy, chứ nó có một cái dự án như thế, thế là đánh quả với nhau, gọi nhau vào. Các chuyên gia đã từng đi dạy với nhau mà, dạy nhau nhiều lắm rồi. Chẳng hạn tôi dạy cho tài chính tín dụng ngân hàng đấy, thì bây giờ chẳng nhẽ tôi dạy suốt 3 ngày thì người ta sẽ chán tôi. Thế mà tôi không thể ôm hết được cái phần marketing ngân hàng, tôi không hiểu về lĩnh vực ngân hàng. Thế thì tôi mới tìm những ông chuyên gia mà ngày xưa đi dạy với tôi mà cũng được người ta yêu mến và tính cách tốt đấy, thì tôi lại gọi thầy Vũ Trí Dũng ở Học viện Quản trị Kinh doanh nhé. Thì chị cũng rất là sâu sắc, hay lắm đấy, anh cũng trẻ. Các bạn làm doanh nghiệp ấy, nếu mà muốn mời giảng ấy, mời những ông đấy thì sau này thì cứ lên tiếng. Thế thì tôi lại phải gọi cho anh Dũng à. Đấy, bây giờ có cái dự án này với lại bên Petrolimax, à bên tín dụng Việt Nam, mà bên World Bank nó chi trả mà. Thế thì là anh giúp em một ngày về marketing ngân hàng nhé. Ok em. Em cứ có gì hỏi anh em mình mà, có gì đâu em. Thế nên đầu tiên gặp. Xong rồi đâu vậy? Anh giảng như này duyệt. Đấy. Thế là thì xong là tôi chi tiền, tôi ký hợp đồng. Lúc bây giờ tôi có công ty rồi, tôi ký hợp đồng, nhưng mà tôi lại ký hợp đồng tôi thuê anh ấy giảng cho tôi một ngày. Lãi lắm chứ bạn. Thế xong là bắt tay tạm biệt. Alo nhỉ, lúc nào có chương trình lại gọi anh nhé. Đấy. Thế khi nào anh có một cái đơn hàng gì đấy, anh lại gọi tôi. Đấy. Chẳng hạn có một chuyên gia nữ là chị Thanh ở trong Sài Gòn ấy, cũng duyên dáng lắm. Thì bà ấy cũng đi giảng với tôi một số cái lớp trong miền Nam, và có một số lớp miền Nam tôi không vào được thì cô thay thế. Thế sau này cô có những đơn hàng lớn, cô lại gọi tôi. Đấy, thì đấy gọi là đánh quả. Các bạn hiểu cái đánh quả không? Giảng hơn 2 năm mới hết cái chương trình đấy. Doanh thu nhiều tỷ lắm. Đấy là một quả. Đấy, nền kinh tế đánh quả, kinh tế dự án thì cái việc mà đánh kinh tế, tôi gọi là kinh tế đánh quả, kinh tế dự án á, khi hội nhập đã xảy ra những cái đấy. Thì là tôi đã giảng từ những năm 2007-2008 rồi. Đấy, thì cho đến lúc là 2011-12. Đấy, thì chính thức tôi cũng nhận những cái quả dự án như thế để làm. Các bạn nhìn đúng không? Đấy thì khi hội nhập thì nó sẽ mò ra cái nền kinh tế đánh quả. Đấy, chẳng hạn nó có một quả săn lấp, nó có một cái dự án, nên nó người thì đánh được quả san lấp, người thì đánh quả được là về cung cấp sỏi này, giải cấp phối để làm đường này. Người thì đánh được cái quả, nói chung là cái quả nọ quả kia. Thế thì là những người giỏi là rất nhạy bén, là họ nhảy ra khỏi công chức nhà nước và họ thực hiện các cái phi vụ làm ăn như vậy. Đấy, gọi là nền kinh tế đánh quả. Dòng tiền nó chui về đấy. Thế nên là gì, bạn cố gắng hình dung cái canh bạc, một cái sới bạc mà rất nhiều ông nhà giàu dòng tiền chui lên quanh nhau, mà nó cứ ông ấy đang dậy ôm một đống, xong mai ông lại nhảy đầu, ông lại hết sạch, vẫn cứ nhiều tiền, nó chạy từ ông này sang kia rất là nhanh. Và nó sẽ có cái người phải bao cái sới bạc đấy, có người thì lo nấu mì tôm cho ăn, có người chỉ đến đấy bán thuốc lá thì cũng dễ cũng kiếm được, bán 100.000 bao Vina người ta cũng hút nhá. Thế đâm ra là gì, nó rất là nhiều cái dự án để đánh quả như thế. Thì khi mà 2007-2008 là tôi đi giảng, là tôi đã chỉ trước là khi hội nhập thì nó sẽ có một cái tư duy đánh quả và làm các cái dự án nhé. Thế thì nó tùy theo cấp độ, ở mức độ mây tầm nào, gió tầm nào thì mây tầm đấy. Thế nên là những người làm đa cấp, hay là kể cả coi ảo đa cấp, coi hay đa cấp gì,
Có một sân chơi này hay lắm, đấy, sân chơi tức là đánh quả kiểu như thế, sân chơi xong hùn tiền nhau xong biến mất. Thế là thì nó có cái tư duy đánh quả chộp giật như này. Đấy. Thì bởi vì tốc độ nó có rất nhiều dự án đổ bộ vào, rất nhiều dự án. Chẳng hạn là một cái hãng nước ngoài họ đến Việt Nam, họ chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam thôi, thì họ đã phải thuê một công ty luật này hay thuê một công ty khảo sát đánh giá thị trường đấy, để khảo sát đánh giá vân vân, thì đấy là một cái dự án. Đấy, thì nó quá nhiều dự án và cái dự án đấy thì nó cứ lúc 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 hợp lúc tan. Chúng ta gọi nhau alo alo có một cái dự án này nhé, bên 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 hãng này hãng kia nó vào này, đấy, nó cần như cái này, cần đánh giá cái này, đấy, chúng ta chọn những người phù hợp vào cái dự án đấy, cái ekip đấy làm thế xong đầu là hết lại tan tan ra alo đi liên hoan chia tiền xong tạm biệt đó, lúc nào có lại gọi nhau nhé, đấy y như thế đấy. Thì hồi đấy thì bố mẹ và các bạn trẻ Việt Nam thì vẫn tư duy là ăn chắc mặc bền, tư duy là nghề nghiệp ổn định, nên là cứ phải người nhà nước, người nhà nước thì còn cái nhóm mà nhạy 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 bén ấy mà học tôi nhiều ấy, thì họ nhảy ra ngoài để họ làm các cái dự án như vậy đấy. Chả những cái công ty mà xây dựng các cái cầu ấy, công ty Taxco của anh Dũng, sau này anh cũng là đại biểu quốc hội, nhưng mà lúc đi anh ấy tranh cử vào quốc hội là tôi cũng đi giảng cho anh nhiều lắm, anh em tôi chơi nhau quý nhau lắm. Thì nó có rất nhiều dự án như vậy. Ừ. Thì cái dự án như vậy thì nó sẽ làm việc với cả Tây cả ta rồi đủ các loại chuyên gia. Thế vì vậy thì tôi mới là cái ông mà đi dạy làm việc nhóm, teamwork, team building, teamwork. Đấy. Thì cái kỹ năng đấy là cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học. Thì tôi nói là gì? Một người Việt Nam ấy thì đi thi toán đoàn đoạt giải nhất, tức là lấy hết cả giải nhất của Mỹ với Đức với lại các nước giàu có thịnh vượng cả châu Âu mà không lại được Việt Nam. Việt Nam thi toán cũng nhất, thì vật lý cũng nhất, thì cái quái gì cũng nhất. Nên bấy giờ tôi đã đưa ra cái nhìn đó. Nhưng mà 30 người Việt Nam làm việc với nhau thì hiệu quả không bằng 3 người Nhật, không bằng 3 người Mỹ, hay là không bằng 3 người Nhật, Mỹ, Pháp họ lại làm việc với nhau. Bởi vì người Việt Nam là gì? Hợp tác với nhau cực kỳ kém. Người Việt Nam kết nối thì nhanh lắm. Bữa rượu là EA là cả cái số kết nối rất nhanh. Nhưng mà hợp tác với nhau cực kỳ chuối. Đấy, rất khó. Việt Nam rất khó nhá, rất khó chơi. Dân Việt Nam nhà mình rất khó chơi trong việc hợp tác. Người Việt Nam khôn lỏi nên là chỉ làm tự mình làm lấy thôi, nên là cái khuyên với các bạn khi khởi nghiệp ấy nha, các bạn đang nghe tôi này muốn khởi nghiệp ấy, thì các bạn nên bắt đầu tự làm lấy đã. Chúng ta chưa quen được cái mô hình cổ phần, chúng ta gọi là mở công ty cổ phần, nhưng công ty cổ phần có thể ông chồng với vợ đấy. Thế thì hoặc là gì, nó ở dạng tư duy là góp vốn làm cùng thôi, chứ nó chưa biết đến được cổ phần. Người Việt Nam tôi nhắc lại là gì, làm chỉ khuôn lỏi thì quen cái làm một mình đi đã, sau này mới quen. Tại vì tôi là những người mà đầu tiên đi dạy về teamwork, team building, thế nhiều lắm. Tôi dạy cả kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói, tôi dạy cho cả bộ thông tin truyền thông, tôi dạy nhiều các cơ quan nhà nước lắm. Đó. Những cái năm tháng đấy là tôi chinh chiến hàng chục năm, tôi đi tôi dạy mà nhiều lắm, tôi không nhớ hết được. Đó. Tôi vào tận miền Trung, tôi dạy cho Senco 4 đấy, tôi cũng dạy. Thì tôi vào tận tôi ở khách sạn Sigun nữa, khách sạn Sigun là con gì đấy, con Hải Âu ở Bình Định, Quy Nhơn ấy. Mà cái chỗ mà đi ra biển bơi xong mọi người bảo nó có con cá mập nó cắn ghê quá đấy, là tôi dạy cho cả chính quyền tỉnh ấy, rồi xăng dầu. Thì hôm nay tôi tâm sự với các bạn, cứ từ từ để chúng ta nghe tôi nói được một vài tiếng, nó sẽ mở ra cái nhìn mới. Tư tưởng không thông thì bác bình tâm không nổi. Chúng ta nhập hội lâu rồi nhưng mà chúng ta không hội nhập được, chúng ta lẽo đẽo chạy sau thiên hạ, chỉ làm được những cái tổng mụn thôi. Thế thì tốc độ vòng quay tiền quá nhanh, nó như canh bạc này, và nó có rất nhiều cái dự án. Thì lúc ấy là tôi dạy các bạn ấy tập làm các cái dự án ngay trong thực hành luôn, ngay trong lớp tôi ra đề bài để làm luôn đấy, để cho các bạn ấy quen. Cho các bạn quen thì tôi vẫn nhớ có một lần là có một cô gái Nga, cô sinh viên miền Trung cũng lọt đó học, thì cô nói là em thì là thầy nghe nói là chuyên gia này nọ nổi tiếng, em để đợi xem răng đi trước, còn là em nói thiệt là em là phải tư duy khác, tư duy em là thế này thế kia nọ đấy. Xong lúc cái trò chơi thì mắng cho bánh thây thành vật tế thần tế dê, thì không biết chơi. Chúng ta trông thế thôi nhưng người Việt Nam rất khó chơi, chơi chung làm việc nhóm, tôi bày ra cho một trò chơi chơi gã tôi chỉ danh chỉ diện từng ông luôn nhé. Thế nên là gì, nó tòi nhá, nó thòi lòi ra ngay ra cái cách chơi. Thì
cái dự án đánh quả được nó rất là nhanh. Nhưng mà nó, lúc bây giờ con cái chúng ta là phải dạy nó cái cách làm việc với nhiều người, học cách làm việc với người khác. Thế thì tại sao tôi gọi nó là nhá, thứ nhất chốt lại là nền kinh tế bây giờ nó phát triển theo mô hình canh bạc, và các bạn cũng đem cuộc đời mình ra như một canh bạc. Ai lờ mờ nhận thấy là nền kinh tế canh bạc, đúng không? Cứ như đánh bạc. Các bạn thế chấp bìa đỏ gia đình vào, các bạn bị nhiễm tư duy canh bạc lâu rồi nhưng các bạn không để ý thôi. Thế chấp cả bìa đỏ của nhà mình vào để đi Đài Loan, đi Nhật, đi Hàn. Đây, vừa rồi mấy anh bạn Việt Nam ở bên này lại phải kêu mang. Có những cô gái là đi sang Phần Lan, Hà Lan gì đấy, xong bao giờ bị cái hãng lao động, nó xuất khẩu lao động nó bỏ mình đấy. Đấy, thế là cuối cùng lại kết nối được bạn bè lại đem sang đây. Chúng ta thế chấp rồi vay mượn để đóng tàu cá đi ra ngoài kia, đấy có phải đánh bạc không? Đấy, bây giờ người ta không cho ra biển đánh cá, không ra khơi đánh cá nữa, thì thuyền anh ra khơi, ông đắp nấm ở đấy, ông nhốt nhau ở nhà, dạng nó ra theo thuyền mục hết rồi, máy móc hỏng hết rồi, nước vào đầy trong rồi dầu váng nổi lên, lưới liếc chúng nó dùng được rất nhiều vấn đề canh bạc nhé. Và tôi đưa thêm các bạn một khái niệm về mô hình Lego và các bạn chúng ta cùng suy ngẫm. Trong cái thời lượng live stream tôi không thể giảng giải như là có thiết kế chương trình đi huấn luyện được, nhưng mà đây là buổi nói chuyện thôi nhé, không có nhiều người nghe và hiểu tôi đang nói những gì đâu. Và vẫn nghĩ nó không phải việc của mình nói đâu đâu trên trời, nhưng mà tôi ước gì trong này có vài người hiểu nó là được thôi. Yeah. Nó sẽ định hướng được ai đó nghĩ nó gần đến, nghĩ nó không đến thì đi nó không tới, nghĩ nó không tới thì đi nó không đến. Không có trong đầu thì không cầm trên tay, đúng không? Chúng ta đi trong vô vọng, nên là nhìn được bức tranh toàn cầu đó. Yeah. Và bây giờ là mô hình Lego, bạn biết là gì, trẻ con Tây là nó chơi Lego, nó chơi lâu rồi. Lego nó phát triển ở Tây ở Mỹ lâu lắm rồi, thế từ lúc các cậu bé chơi Lego thì đến bây giờ đây họ trở thành các nhà điều phối, các nhà kinh tế, các doanh nhân này nọ, rồi các nhà lãnh đạo, thì họ đều thiết kế nhé, xã hội, và họ design mô hình kinh doanh của họ như Lego. Mô hình Lego là gì? Mọi thứ nó có sẵn tất rồi, ráp từng cái cục mà, ráp từng cái cục mà là nó ra đấy. Nên là biết là tại sao mà hai thằng con nhà tôi từ lúc mà nó thằng lớn bây giờ là sang tuổi thứ 10, mà từ lúc nó 18 tuổi ngay với thằng em 6 tuổi là hai thằng nó lọ mọ hì hục, nó đã ráp các cái Lego vào rồi, nó lắp thành robot. Đúng không? Đấy, thế nên là bây giờ nó 10 tuổi thì nó ráp robot rồi, nó biết viết biết vẽ, nó điều khiển được đấy, rồi đủ các trò bằng Lego. Thì mình mới nói là trước đây ở Việt Nam nó có cái chương trình thi Robocon ấy, các chàng sinh viên bách khoa rồi mới đến mới lắp robot để đi thi. Hai thằng nhà tôi nó làm từ đời rồi. Đấy, cái đợt đầu tiên của dịch Covid ấy, tôi lên núi tôi ở đấy. Đấy, hai thằng nó lọ mọ rồi nó đem máy tính rồi nó làm, nó lắp, nó quấn bằng dính nhung nhằng, nó cho vào chán này đo nhiệt độ. Dí vào những cái, nó đi nó hơ vào bếp nó đo nhiệt độ, nó hơ vào chán mình đo nhiệt độ. Nó làm từ lâu rồi. Thì bạn thấy, nhớ nhá, nếu bạn nào muốn làm tư duy, muốn kinh doanh ấy, thì hãy nhớ rằng ở thời đại này là nó phát triển theo mô hình Lego. Chẳng hạn như ngày xưa ấy, một cái hãng làm xe là họ sẽ phải tự làm hết cái đó, làm lấy hết cái đó, nên nó lâu ra một cái xe đó. Thế nên là bây giờ nó có toàn cầu hóa rồi nhé, nó có toàn cầu hóa rồi thì người ta sẽ chơi như thế này. Ví dụ như là trên 30.000 chi tiết nó mới tạo ra một cái máy bay Boeing. Thì hãng Boeing ấy, bây giờ nó chỉ là một cái nhà rất là to để lắp ráp, cái gì nó cũng to vì máy bay nó to. Nhưng mà máy thì họ có thể nhập của một hãng. Yeah. Rất nhiều cái động cơ trực thăng với nhiều cái máy bay là nhập của hãng Rolls-Royce, nó là cái máy rất tốt. Đấy. Thế nhưng mà thì điều hòa trên máy bay thì có thể họ nhập Nhật vì Nhật làm rất tốt. Hơn 200 cái đồng hồ trên máy bay thì nhập Thụy Sĩ vì Thụy Sĩ làm rất tốt. Thì cái này là tôi đã giảng từ cái hai cái mô hình tam giác chổng xuôi chổng ngược ở trong cái lớp mà khởi nghiệp tại nhà hoặc là phố on ấy, thì các bạn xem lại cái đấy và suy ngẫm lại những gì tôi nói chuyện ngày hôm nay nhé. Tức là họ đem về họ ráp thôi, đúng không? Thế nên là cái tư duy Lego này thì nếu mà bạn nào tại còn người Việt Nam ấy thì quen là gì, khôn lỏi chỉ quen tự làm lấy, mà tự làm lấy thì nó lọ mọ cực kỳ lâu nó mới ra đấy, mà lúc mình ra được thì thiên hạ nó làm ra tốt hơn mình nhiều lắm rồi, nó bỏ rơi mình rồi, mình làm ra xong chả bán được nữa. Đấy, thì chúng ta không có cái tư duy Lego.
Tây thì nó chơi lên, trẻ con nó chơi Lego từ bé mà nên nó có tư duy rất là nhanh nhé. Thế thì chẳng hạn như là một số bạn Việt Nam nói là bây giờ chị gái em này hay bố vợ em này hay là bạn em có một cái mảnh đất mấy hectare để thầy xem có thể trồng được cây thảo dược cho thầy không này nọ, thì tôi mới buồn cười mà, thì tôi mới nói là không 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 nghĩ như các em được đâu, đấy là tư duy nông dân. Mặc dù các em có thể trồng chất lượng tương đương và chất lượng chuẩn, nhưng mà gì nó không có cái thang điểm nào đánh giá để chuẩn, nó đã không đủ chuẩn là Việt Nam để sản xuất rồi ạ, chứ không nói là chuẩn để tôi nhập sang châu Âu. Chẳng hạn là cái lọ gan tây của tôi ở bên này là nó có một thành phần là cái củ nghệ đấy, curcumin, tức là, là củ nghệ, thì củ nghệ Việt Nam mà ở một số vùng như là Cao Bằng, Hà Giang gì đấy rồi miền Trung là chất lượng củ nghệ nó cực tốt. Thế nên nhiều bạn mới thấy thế thì ôi giời ơi, thế thì sẽ em sẽ trồng cho đấy. Và đợt tới một sản phẩm nữa, một sản phẩm thôi rồi của tôi, tuyệt vời của tôi là các bạn biết nó từ cái gì không ạ? Nó từ cái rau thì là chúng ta ăn mỗi ngày ấy. Đấy thì đâu chả trồng được. Thì các bạn sẽ ôi dồi thế nhà em có xoài bãi sông, nhà em có 3.000 trang nghệ để trồng cho thầy. Thì không không phải như thế ạ. Đấy là tư duy nông dân. Đấy, thì tôi không trồng nữa, tôi cũng chẳng mua đất để trồng. Nhá. Và tôi sẽ xem những hãng nào họ đạt tiêu chuẩn. Tại vì cái tiêu chuẩn đấy từ lúc trồng cho đến lúc thu hái và lại còn cả đến cái lúc là làm sạch nó đấy, rửa rồi chế biến biết như thế nào cơ, nó đều phải đạt cái quy chuẩn và có cái chuẩn đánh giá đấy, chứ không thể gặp trăng hay chớ được như là nông dân mình trồng được đấy. Thì nó là Lego mà, thì là mọi thứ nó có sẵn rồi, mọi thứ nó có sẵn. Chẳng hạn như là tại sao mà tôi lại phải xây một cái nhà máy dược để tôi sản xuất Ganta hay là thanh lương thảo cho bạn? Không phải làm như thế. Nếu các bạn nào muốn làm ăn lớn thì hãy tư duy Lego. Đừng bao giờ làm những cái mà có người làm tốt hơn mình rồi thì bạn sẽ chết ở thời đại này đấy. Nhé. Đừng sao chép, đừng ăn cắp bản quyền họ, đừng bắt chước giống họ. Hầu hết chúng ta cứ bắt chước. Cái một cái nhà này bạn Tây nó lạ tôi lắm, Tây mà nhưng mà Tây à Tây Tây nó lạ Việt Nam mà Tây rất tinh. Này ai thả đồ đỏ đi ra đi nhá, tí nữa tôi sẽ chặn mấy cái đồ đỏ này. Thì mấy bạn Tây sang vào ở Việt Nam của bọn mày hay à? Một cái người bán phở là cả phố bán phở, một người bán hàng thùng quần áo là cả phố bán hàng thùng quần áo, hay nhỉ, một một người karaoke được là cả phố karaoke, người Việt Nam hay nhỉ. Đấy thì người người Tây á, thì chẳng hạn nếu mà nhân viên làm trong công ty giáo dục của tôi mà thôi việc à, họ ra ngoài á, là họ không làm trong công ty giáo dục nữa. Họ họ rất là tự trọng, họ không vào công ty đối thủ nữa để trở thành cái đống đối thủ của cái công ty mình đã từng làm. Thế nhưng mà người Việt Nam thì sẵn sàng đấy, làm ra chuyên gia Mỹ Duy Cường, người thầy Mỹ Duy Cường nhái rồi cửa sổ vàng nhái, nó làm ra rất nhiều trang. Nhân đây tôi cũng cảnh báo các bạn là gì, cho thời điểm này chúng tôi chỉ bán hàng trên Ontrix và trên trang Shopee cửa sổ vàng, nhưng mà Shopee cũng có nhiều trang, nhiều trang không phải cửa sổ vàng, họ mang hình ảnh cửa sổ vàng, họ đang bán hàng thật cửa sổ vàng, nhưng mà chẳng hạn những cái sản phẩm mà bộ tứ ấy, là chúng tôi phải để trong phòng bảo ôn đấy, nó chịu được nhiệt độ phòng. Nhưng mà cái phòng của những người ôm này có khi là nó nóng quá, nó fibro này, người ta ôm hàng tháng người ta bán cho bạn vậy, bán giá cắt cổ nó, nhưng mà chất lượng nó bị hỏng đấy. Thì lúc đầu họ bán hàng thật nhưng nó sẽ bị kém chất lượng do họ để nó nóng. Thế còn sau này mà có thị trường rồi, cái trang đấy bán được rồi thì họ bắt đầu sẽ bán những cái ba vạ vào. Thế nên là chứ tôi không được gì, tôi lại phải đầu tư vào một dây chuyền để sản xuất con nhộng, một cái dây chuyền để thổi cái lọ như hay là lọ thủy tinh, hay là làm cái nắp, hay là một dây chuyền in ấn, hay là cái một cái xưởng để làm vỏ hộp. Thì cái chúng ta là cái tư duy nông dân thì chúng ta sẽ toàn là tư duy kiểu lọ mọ như vậy, hoặc cứ xúi tôi theo em là thầy phải làm thế này đi. Tôi chưa nghe được một ai lời khuyên nào của các bạn cả nhé. Xin lỗi các bạn là khi chúng ta còn đang bối rối ở trong cái việc kinh doanh độ khoảng một vài tỷ thì chúng ta nghe được nhau nó dễ nghe lắm. Còn tôi nói thật với bạn là gì, bọn tôi vượt xa các bạn nhiều lắm rồi, thế nên là không nghe được lời khuyên của bất cứ ai cả. Có người khuyên là thầy phải hạ giá cho nhiều người tiếp cận, không là sản phẩm của tôi không có sản phẩm cho người nghèo đâu, thì xin lỗi người nghèo đấy. Thế nên là nếu mà hạ giá như thế, tí nữa tôi sẽ nói về cái hạ giá và mất giá trị, chơi với người nghèo nó mất giá trị nhé. Đấy thế nên 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 là không thể dùng tư duy người nghèo được. Nên thế giới này nó có một câu nổi tiếng là gì, nếu bạn đã có đến 1 tỷ đô la thì trên thế giới này, trên toàn địa cầu này không có ai đủ tư cách để khuyên bạn hoặc dạy dỗ bạn bất cứ một thứ gì nữa.
Nhưng nếu bạn đã trở thành ông chủ mà sở hữu tỷ đô la thì trên toàn địa cầu này không có ai đủ tư cách dạy bạn bất cứ một cái gì nữa, cho dù bạn mất dạy bạn bố láo thế nào cũng không ai đủ tư cách dạy. Chưa nói lại còn là những người mà khôn ngoan. Tôi nhắc lại là chúng ta chỉ nghe được lời khuyên khi chúng ta kinh doanh lao nhau nó khoảng 100 tỷ trở xuống thôi, vay mượn gì nợ nần gì trong vòng 100 tỷ. Nên bạn thấy đấy, bạn nợ một vài trăm ngàn, bạn nợ một vài triệu đấy, thì bạn nợ mấy chục triệu này, mấy trăm triệu thì bạn dồ lên với ngân hàng nhé. Nhưng mà bạn nợ lên mấy nghìn tỷ thì ngân hàng dồ lên với bạn đấy. Nó lại thế chứ gì, nó lại thế chứ gì. Cái đời rất hay, cái toàn cầu là nó đảo lộn tất cả lên. Chúng ta thì tôi nhắc lại là nghĩ nó không đến thì đi nó không tới, mà nghĩ không tới thì đi không đến. Tư tưởng không thông và bình tâm không nổi, chúng ta chỉ chê được cách nghĩ thôi nhé. Thì cái mô hình Lego tức là mọi thứ nó có sẵn rồi, thì tôi khuyên các bạn nay mai khởi nghiệp đừng bao giờ làm những cái mà người ta đã đang làm rất tốt nhé. Người ta đang làm rất tốt thì đừng có nhái của người ta, hợp tác với người ta thì dùng luôn. Nhưng các bạn hiểu ý tôi không? Thế bây giờ nhé, Labo nó có nhưng nó đang hoạt động không hiệu quả đấy. Như hôm qua mà cái lúc mà tôi hôm kia mà tôi lúc mà tôi ở chỗ Lý Khanh mà tôi quay cho các bạn xem là đang lắp ráp cái Labo đấy nhé. Là tôi đầu tư tiền vào đấy, tôi đầu tư dòng dã gần năm nay rồi nhưng để giữ nó, để nó hoạt động. Tại vì đứng đầu đấy là một cô tiến sĩ người Mỹ đấy, và cô có một cái ở bên 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 California hay là bên Hawaii ấy, với một cái ở Đức, thế một cái ở Ba Lan này là tôi mua lại, và tôi yêu cầu tôi mua lại cho đầu tư, nhưng cô sẽ phải đảm nhiệm về cái phần kỹ thuật đấy. Nhìn bạn hình dung không? Đấy, nên hôm qua là đem sang cả một một siêu sinh viên ấy, một cậu rất là giỏi, cậu da đen, lúc nào tôi đăng cái ảnh nó xem cho nó một cái, nó thích tôi lắm để nó làm trong Labo đấy. Thì các bạn biết là mà hôm qua là ông đứng đầu tỉnh ấy, là ông ấy đến để ông ấy trinh sát, ông ấy duyệt bên này, nó rất là hay, tức là cái số tiền nó lớn nên người đứng đầu tỉnh nó đến nó duyệt, mà đến trong vòng có khoảng 15-20 phút thôi, không uống cà phê, không uống nước, không ăn tiệc, không nhận phong bì gì hết cả đấy, họ về. Thế nên là cái đấy nó tốt rồi, thì việc gì mình phải đầu tư, mình đầu tư, mình mua lại. Các bạn hiểu ý của tôi không? Chẳng hạn là sản phẩm của tôi bên này thì Tây rất là thích, và họ cứ mời gọi tôi là đưa công thức sang cho họ để họ sản xuất ở châu Âu, chuẩn châu Âu luôn, và họ có tất cả các thủ tục đấy cho tôi nha. Tôi đầu tư tiền thôi, nhưng mà thì tôi vẫn đưa một vài cái đơn giản thôi, còn những cái gì nó tuyệt vời thì thưa với các bạn tôi vẫn giữ lại ở Việt Nam. Nhưng mà tôi sẽ có thể là tôi đầu tư vào cho cái hãng sản xuất, cái nhà máy sản xuất đấy, để tôi nắm cổ phần kiểm soát. Và tôi cam kết là ít nhất 5 năm tôi không lấy cái lợi nhuận đấy vào túi tôi, và tôi trả lại cái lợi nhuận cho tôi đổ vào nhà máy. Tôi có thể đổ vào phúc lợi, tôi làm trường mầm non cho khu 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 chế xuất đấy. Như thế nào đó tôi không lấy. Các bạn có hiểu ý tôi không? Thì là gì? Và tôi kết nối để hoặc là liên danh với các công ty của tôi bên này để nó đạt được chuẩn châu Âu. Thế thì nó sản xuất ở Việt Nam nhưng nó đạt chuẩn châu Âu thì nó sẽ bán được khắp trên địa cầu, nhưng nó tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam, và cái doanh thu GDP đấy nó chỉ về Việt Nam đấy. Thế còn nếu mà tôi mà lại đưa công thức sang bên này nhé, thì nó vẫn là PR bằng thương hiệu đây là một bác sĩ người châu Á, và các công thức ông thảo dược từ châu Á. Thì tôi nói với bạn là từ bây giờ và trong tương lai ngắn thì người Tây chán medicine, chán thuốc, và họ rất thích những cái thảo dược đấy. Thì tôi vẫn có vinh quang, nhưng mà GDP nó sẽ chảy về cái đất nước này nhớ, vì vinh quang nó lại thuộc về cái đất nước này, các bạn hiểu hiểu thôi. Thế nên là tôi khuyên là cứ hợp tác Lego, lắp ráp nó vào, mình lắp ráp nó, mình lắp ráp nó từng mảng. Bạn phải có cái tư duy rõ ràng từng mảng. Chẳng hạn như các bạn, những người bình thường tư duy con buôn bán hàng thì tưởng ôi chỉ ông này chém gió, ông này cứ cùng ông cha chỉ bán hàng, ông này là trùm sò bán hàng, tôi cứ bán ấy, nhưng mà tôi không bán. Bây giờ tôi còn không biết gửi hàng về cho mẹ tôi như thế nào. Nên là bạn bè, bác sĩ hà của bạn 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 đồng nghiệp, nhưng anh ơi bây giờ cái sản phẩm của anh tốt quá, bây giờ mấy cái chị lớn tuổi này đi chuyển giao công nghệ giáo dục với tôi nước ngoài về đấy, bác sĩ Cương ơi, chị Hành ở Nam Định, bây giờ chị muốn mua thì làm thế nào để bán được? Chị thì có đại lý ở Nam Định không, có đại lý thầy, có đại lý Thái Nguyên không, làm cho thì có đại lý. Thế bây giờ làm thế nào để mua được sản phẩm của thầy, để số điện thoại thầy chịu, bố lại thầy chịu không biết. Thế tại sao? Tại vì bán nhiều quá, nhưng mà gì, người khác bán, ai bán á? Shopee bán. Shopee là của ai? Shopee của Singapore. Shopee của Singapore sắp hiện diện ở cái đất nước này rồi, chuẩn bị bán cho tôi nhé. Đấy. Và bây giờ gì? Lego là gì ạ? Tôi đang lo sản phẩm của tôi ở bên này sẽ lên Amazon, lên Amazon để cho tất cả trên toàn cầu mua được. Thế nhưng mà cái ekip nên lo lên Amazon thì không phải là ekip của tôi, mà một ekip khác.
Đấy thì lấy Google, nó có cái người làm việc thì rất tốt rồi. Ký hợp đồng với họ, giao tiền họ làm. Các bạn hình dung. Thế và Amazon tôi cũng không phải góp cổ phần, nhưng mà họ bán hàng cho mình. Thế ship, tôi biết đâu ship hàng. Ship hàng ở Việt Nam đấy thì Viettel đang ship. Lần này dịch là chúng tôi tận dụng luôn mấy công ty ship, nhưng Viettel vẫn đang xuất sắc nhất. Các bạn có hình dung không? Lazada cũng bán tốt, Tiki cũng bán tốt, nhưng mà sản phẩm của tôi thì là như là Lazada, Tiki là mình phải chở hàng của mình nhập khẩu về đến kho của họ. Nhưng mà nhìn thấy kho của họ toàn là mái tôn, nó nóng thì nó hỏng mất hàng của tôi. Nên là tôi không bán được qua bên cái hãng đấy. Và tôi bán bên Shopee. Shopee thì sao ạ? Các bạn đăng ký ở trên này tót, nhân viên của tôi tót in đơn. Đúng không? Đấy, một thằng nhân viên công nghệ của nó làm ra cả máy quét, nó két này không có nhầm lẫn cái gì cả. Thì là sau đó thì Viettel đến chở đem đi từ kho công ty. Nó bảo ôn tốt nhé. Thì để các bạn phải có cái tư duy Lego ấy, mọi thứ nó rất sẵn sàng. Nào mở não ra nào. Mở to mắt ra nhìn xa hơn đi. Vươn cổ dài lên đi, đứng cao lên đi, không đứng được thì trèo lên bàn lên ghế kê nhau lên đi. Nhìn xa ra đi, nhìn thị trường rộng mở ra đi, mọi thứ có sẵn tất. Chúc mừng các bạn là mọi thứ có sẵn tất. Chúng ta sinh ra trong một thời đại mà mọi thứ có sẵn tất rồi, có sẵn tất rồi. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn thấy có sẵn ma túy, đúng không? Có sẵn rượu về tận cổng, có sẵn dịch vụ. Ngày xưa phải phát bàn ghế đám cưới thì bây giờ có sẵn dịch vụ, tất cả có sẵn. Chúng ta chỉ nhìn được mấy cái có sẵn đấy thôi à? Có sẵn cả ngáo đá, có sẵn cả ma túy, có sẵn cả dân chứng bất dậy, có sẵn cả vay lãi nặng lãi ngày, cầm đồ về tận xóm, đúng không? Mà chúng ta không hề biết tận dụng những thứ có sẵn để chúng ta giàu có và thịnh vượng. Các bạn thử hình dung, bạn muốn đi bây giờ con đường có sẵn, máy bay có sẵn, đúng không? Nay mai chúng tôi phải viết giấy mời để các bạn sang đi lọc máu và làm tế bào gốc ấy nhá, thì sẽ có người lo visa cho bạn, bứng bạn sang đấy, mọi thứ có sẵn. Thì ngày nay là mọi thứ có sẵn nên chúng ta chỉ ráp nó vào như Lego ấy. Đấy, vậy thì học khởi nghiệp và học kinh doanh thì thứ đầu tiên nó cần cái tư duy Lego để lắp ráp các thứ, lắp ráp chuẩn. Thì bao nhiêu người đã hiểu về mô hình Lego? Nên mà cho con chơi Lego đi nhé, cho con nó chơi xếp các cái bộ xếp đấy để nó hợp lý. Não logic của con trẻ nó chỉ phát triển mạnh nhất trong 2 năm đầu thôi. Đẻ ra chói nó cuốn nó này, này là nó mất cái đấy đấy. Đấy, cha phải dành thời gian cho con. Chúng ta thấy cuộc đời nhiều cái vô lý không? Chúng ta thấy các bạn gái thấy chồng mình làm nhiều cái vô lý không? Các bạn thấy sếp mình làm nhiều cái vô lý không? Sau đó vỡ nợ không? Đúng không? Thì nó cần những thứ hợp lý. Nó chỉ là sự hợp lý thôi. Mô hình công ty nó phải là hợp lý. Thế thì đôi khi các em hỏi tôi về em định có ý tưởng kinh doanh như thế này, định kinh doanh như thế kia, và tôi nhìn thấy các cái bất hợp lý trong đấy thì tôi hay chỉ cho các em nhé. Nên là cái ngày nay nó là mô hình Lego, mọi thứ nó có sẵn. Các bạn hãy nhìn hãng VinFast ấy, họ trong vòng chỉ 2 năm thôi họ lắp ráp xong một ô tô đấy. Chứ chúng ta ngồi lọ mọ, chúng ta chưa làm được đinh vít, chứ chúng ta làm sao được làm được piston xi lanh mấy cái xét măng của nó nhé, rồi các thiết bị điện tử trên xe đấy. Thế thì ngày nay là các bạn bắt đầu khởi sự nhé, thì ngoài việc tư duy toàn cầu đấy, thì phải nhìn thấy mặt trái toàn cầu nhé. Và các bạn phải biết làm các cái dự án, nhưng cũng phải nhìn thấy là mặt trái của dự án là người ta có tư duy canh bạc, người ta có tư duy trung ngắn hạn và chộp giật. Và các em muốn khởi nghiệp ấy, nếu mà già rồi các bác lớn tuổi không khởi nghiệp thì cũng phải nhìn xem con cháu mình định hướng cho nó nhé. Nên sau cái nền kinh tế canh bạc đó là mô hình Lego lắp ráp, thì mặt trái của cái mô hình Lego là gì? Nó rất dễ bị đổ vỡ, hoặc là nó chỉ cần thiếu một mảng thôi. Chẳng hạn như hãng Huawei đấy, bị Mỹ và một số nước nó cấm vận, thế là bây giờ họ cũng không thể nào bùng ra được nữa. Bởi vì cấm vận thì không mua được đủ con chip để làm. Chip thì Mỹ nó vẫn làm nhất đấy. Thế thì phía Trung Quốc lại quay lại hù Mỹ là đã thấy tao không bán đất hiếm cho mày nữa. Đấy. Và Afghanistan đánh nhau vì đất hiếm đến nhiều lắm. Đất hiếm để làm các thiết bị trong các thiết bị đồ điện tử này. Thế nên là gì? Nên là Huawei không bị bóp cổ, nó chỉ thiếu cái tí thôi, còn chip Lego mà ông không sản xuất được tất. Thế nên bây giờ cái những xe mà tôi đi đấy, đóng có 8 mà tôi đóng có 7 ghế, nó rất rộng mà cái xe mà tôi đi đấy nhá. Hơn 2 tỷ. Lái sướng lắm, nói phê. Người châu Âu bên này lên lái cũng sướng thôi mà. Thế thì đợt này là rất may mua cái xong, đợt này không mua được nữa. Có vấn đề gì mà tự nhiên hãng Mercedes lại không đủ xe để bán?
Đấy, chuyện này nó liên quan đến Trung Quốc. Thế nên mô hình Lego là gì ạ? Ra thành công ty rất là nhanh. Và chẳng hạn như các hãng Samsung ấy, có thể là nhanh, và hãng Apple ấy, không thích Trung Quốc nữa, nhập sang Thái Lan. Không thích Thái Lan, nhập sang Việt Nam. Mà bây giờ đến Việt Nam cứ chống dịch kiểu như này, họ không thích nữa, họ lại nhập sang một quốc gia khác. Nó rất là dễ, nó rất là nhanh, nhất như đấy, nhất cực kỳ nhanh. Tức là nó linh hoạt, Lego mà. Lego thì họ không thích, họ phá nó ra, họ lại ráp lại cái khác. Những cái tư duy Lego, thì cái mặt trái của tư duy Lego, và chúng ta xây dựng các mô hình doanh nghiệp kiểu Lego, đó nghĩa là gì? Nó rất dễ bị vỡ tung ra nếu chúng ta mất đi một mảng trong cái chuỗi cung ứng, một lý do gì đấy. Thế nhưng mà phải chấp nhận nó và học khôn ngoan hơn khi chúng ta làm chủ như chúng tôi rồi. Thì bây giờ cái lớp đấy dạy chuyên sâu thì mới dạy chúng ta làm sao lại phải thoát ra ngoài để giảm cái ảnh hưởng tối đa nhất của việc lệ thuộc của mô hình Lego. Đấy. Thì nhân cái mô hình Lego này, tôi đề nghị các bạn học trò mà xem rồi thì xem lại trong 8 bài tôi dạy khởi nghiệp kinh doanh mà tôi dạy free cho các bạn ấy. Mà cái bài mà tôi có hai cái tam giác ngày xưa là nhọn chổng lên, tam giác bây giờ là đáy bằng chổng lên và nhọn chổng xuống ấy. Thì chúng ta tư duy lại cái mô hình Lego. Phải có cái mô hình Lego thì nó rất là nhanh. Nó nhanh, chúng ta nhanh làm giàu lắm. Chúng ta sinh ra trong một thời đại có sẵn. Thế nhắn như thế. Và tôi chúc mừng các bạn trẻ hơn tôi. Tôi tự làm, tôi tự cầm đèn chạy chiếc ô tô và tôi tự nghĩ ra. Đấy. Thế bây giờ tôi nghĩ ra tôi làm thành công rồi, tôi muốn chỉ cho các em. Đấy. Nghe thì có vẻ nó viển vông, nó xa lạ lẫm, tại vì chúng ta nó đã chỉ quen nghe cái gì ta biết rồi thôi. Nhưng cái này nó mới với một số người và rất nhiều người. Nhưng có thể mãi sau này các bạn mới hiểu. Hoặc nhiều lần xem tôi live stream rồi nghe, hoặc học tiếp trong khởi nghiệp ấy. Tôi có cái khởi nghiệp bây giờ nó mấy vạn người rồi đấy, đâu 4 vạn là hơn 4 vạn đấy. Thì các bạn là sẽ học dần đi mà hiểu đi. Chứ còn chúng ta giỏi lắm, thông minh lắm, nhưng mà chúng ta chỉ giỏi khuôn lõi thôi. Chúng ta không nhìn được toàn cầu, không nhìn được cái bức tranh nó lớn. Mà bây giờ kinh tế toàn cầu, kinh tế canh bạc, kinh tế Lego, thì cái mô hình Lego là gì? Nó dễ lắp ráp, nó nhanh, nhưng mà nó rất dễ bị phá vỡ. Hôm nào nữa nếu mà trong cái lớp, những lớp chuyên sâu ấy, trong phố on ấy, muốn thì tôi sẽ dạy cho các bạn, để cho các bạn nhìn thấy rõ cái bức tranh. Nhưng mà nếu mà tôi dạy sớm quá, các bạn sẽ tổ hòa nhập ma, và các bạn sẽ làm theo, và các bạn sẽ đổ bể vì nó tốn rất là nhiều tiền. Khi nào có tiền tỷ thì tôi sẽ dạy sâu cho cái bức tranh Lego. Đó là tôi vẫn hướng, tại sao tôi phải hướng các bạn, để nói ở ngoài này thì nó chỉ là ở cái cấp độ thấp, tạp bậc cờ. Đấy. Thế còn khi nào mà các bạn đã có tư duy tiền tỷ rồi, kiếm được tiền tỷ rồi, thì tôi sẽ dạy cho ở cái tầm cao hơn. Và số 4 đó là cái toàn cầu hóa nó tạo ra những bữa tiệc. Đấy, những bữa tiệc lớn. Tức là gì ạ? Tiền nó rất nhiều. Các mô hình kinh doanh họ bứng cỗ lên Việt Nam. Đấy là bữa tiệc lớn. Nhưng mà nếu như bạn thấy là tôi ra khỏi Việt Nam, tôi ở nước ngoài, nhưng mà tôi kết nối Lego lại như thế, thì bạn biết là tôi xông được vào bữa tiệc lớn của toàn cầu. Đấy, nó là một cái bữa tiệc cực kỳ lớn. Thì con cái chúng ta nay mai thì cũng có thể bén mảng được đến bữa tiệc lớn. Nhưng mà bén mảng cái đấy để dọn rác à, để rửa bát à, hay để nấu. Thì đa phần là nền giáo dục ở cấp độ quốc gia của chúng ta là chỉ tạo được nhân sự bén mảng đến bữa tiệc lớn ở với vai trò là xếp cỗ, dọn rác, rửa bát. Chứ không, rất ít đạt đến là ngồi làm thực khách trong bữa tiệc lớn. Ngồi làm thực khách trong bữa tiệc lớn và là một mảnh ghép trong mô hình Lego của những ông lớn, và họ bị lệ thuộc vào mình, và họ rất muốn dính vào mình, và họ cần mình. Đấy, thì cái tư duy bữa tiệc, thì các bạn có muốn được tham gia bữa tiệc toàn cầu không? Bữa tiệc của các ông lớn không? Đấy, hay là chúng ta thử xem này, chúng ta tham gia được một cái bữa cỗ nhỏ. Ví dụ như này này nhé, các bạn chạy trọt mãi, học mãi hết đại học, cao học xong, các bạn được xin vào được một cái guồng máy nào đấy, một mô hình, một bữa tiệc nào đấy. Tổng bữa tiệc là tổng cái quỹ lương ấy. Tổng bữa tiệc, giá trị bữa tiệc chính là giá trị cái số tiền đầu tư cho cái dự án ấy là bao nhiêu tiền. Thì bao nhiêu người đã thấy rằng cười là vì mình đang ở trong những bữa tiệc cực lớn. Chúc mừng những người đã đang đi làm công ăn lương nha, nhưng mà hoặc là kinh doanh nhỏ lẻ nhưng được tham gia bữa tiệc lớn, thì các bạn sẽ có tư duy
để biết tổ chức ra những cái mô hình kinh doanh lớn và biết những cái trò chơi Lego lớn hơn. Đấy. Thế còn là những cái người mà mới chỉ xâm nhập vào ở dạng dọn mâm dọn bát, lau bàn ghế mới lại lăng xăng ở bên ngoài thì hết việc tiệc tàn, việc tiệc liên hoan sớm vui chiều tàn. Đó là gì? Ngày nay nó không có sự ổn định. Nó như tiệc liên hoan sớm vui chiều tàn. Đấy. Thì hãy nhìn cái nền kinh tế toàn cầu này và bạn có cái quyền và có cái cơ hội tham gia được tất cả mọi cái bữa tiệc lớn, nhưng mà để trở thành một thực khách ngồi trong cái bữa tiệc đấy, được quyền gắp gió và ảnh hưởng những ông kia, thì bạn phải nâng thân phận bạn lên, bạn phải trở thành quan trọng. Bạn bạn có thể là một chi tiết rất nhỏ, đừng có quan trọng là cũng phải to lù lù, không cần to đâu ạ. Cái ô tô nó chỉ mà cái bánh xe nó thiếu cái đinh gì, không gọi là cái đinh gì mà là cái đinh gì đấy, nó chốt cái bánh xe là không chạy, chạy là tọt ra đấy, tọt chết tất cả xe. Thế thế nên là hãy trở thành quan trọng. Tất cả những cái này thì bắt đầu là từ tư duy, nhưng sau đó thì chúng ta học được nhé. Hãy nghĩ về cái bữa tiệc, chúng ta đang tham gia bữa tiệc gì. Nhưng mặt trái của Lego, mặt trái của canh bạc, mặt trái của bữa tiệc lớn, đó là nó bị một sự lệ thuộc. Chúng ta lệ thuộc thứ nhất là gì? Lệ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đấy. Thì những cái bạn mà bảo em ở vùng nông thôn, em nghe thầy nói là em thấy chả hiểu gì cả, và em thấy là dịch nó cũng chả ảnh hưởng đến nhà em. Thưa với các bạn, ảnh hưởng đến tận đời con bạn đấy, ảnh hưởng đến bố bạn đấy, nhưng bạn không biết. Tôi nói rồi mà, có một cái giai đoạn là đấy, sản phẩm của tôi là phát dồ lên, tại vì cái con tàu của Nhật Bản nó quay ngang ở kênh Đào Xuyên, nó quay ngang đấy, gió nó thổi nó quay ngang, nó mắc đấy, chết tắc tất cả đấy. Đấy, tại vì chúng ta là hòa mình, hòa tấu vào bữa tiệc toàn cầu. Đấy. Thế nên là nó chỉ tắc một cái gì đấy thôi, nó tắc ga, nó tắc điện, không có điện là tối om không gấp được, đúng không? Nó tắc lạnh, nó tắc ga, không có cái gì nấu ăn sống à. Thế nên là mặt trái ấy, là nó bị lệ thuộc, chúng ta bị lệ thuộc, ghét nhau nhưng vẫn bị lệ thuộc. Nên là tại sao thế giới bây giờ là còn lâu nó mới đánh nhau, mà nếu nó đánh nhau bây giờ thì chỉ là tận thế chiến tranh, không ai muốn đánh nhau cả. Tại vì sao nó lệ thuộc như thế này? Thế nào lệ thuộc này? Chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc. Đấy. Mỹ còn lệ thuộc Trung Quốc. Tại sao lại lệ thuộc nhau? Và hồi bắt đầu hội nhập thì tôi cũng đã nói rồi. Chúng ta đi lên từ một đất nước nghèo thì chúng ta nghĩ là gì? Giai cấp lãnh đạo là giai cấp công nhân, giai cấp đổ mồ hôi sôi nước mắt, thậm chí là giai cấp nông dân, giai cấp bần cấu nông để làm lãnh đạo nhé. Tôi nói rồi, thời trang anh chúng ta như vậy. Nhưng đến thời của các bạn trẻ ấy, tôi dạy cái bọn 8X ấy, 9X ấy, là có thì tôi mắng những cái bạn bảo em nói là em thấy thầy dạ bảo là chuyên gia giỏi lắm ấy, hay lắm em đi nghe, chứ em nói thầy là lại cô gái miền Trung, em là ước mơ của em là nói chung là nay mai là làm cán bộ nhà nước chứ không muốn làm doanh nhân. Thì tôi mới mắng cái bọn là gì, mày thích làm chính trị, cái chính trị làm với ai? Chính trị năm xưa ấy là làm với nông dân, làm với công nhân, giai cấp công nhân đấu tranh. Nhưng mà chính trị ngày nay là làm với doanh nhân. Thế bây giờ mấy cái nhà máy Samsung, mấy cái khu chế xuất nó về Thái Nguyên, nó về Bắc Giang ấy, tôi xin lỗi là cái ông chủ tịch phường ở đấy chả lại phải làm việc với những ông nước ngoài à? Đấy, thì nếu cán bộ phường của chúng ta có kịp không? Đấy, rõ ràng nhá, khi làm việc với con nó, làm việc với vợ nó, với trợ lý của nó còn không kịp nữa còn. Thì cái nên tôi cảnh báo suốt trước rồi mà. Đấy, thì nó bị lệ thuộc. Và nó lệ thuộc cái gì ạ? Đánh nhau hay không á, là do cái lúc trước là sự thao túng ấy. Các bạn chỉ nhìn thấy chúng ta bị thao túng về truyền thông, thao túng quảng cáo. Chẳng hạn là người ta thao túng, người Mỹ bị thao túng trầm trọng là vì nó các hãng đậu nành, thậm chí đậu nành đột biến gen, nó sản xuất ra rất nhiều, và bán cho Trung Quốc, bán cho các nước sản xuất ra dầu đậu nành, rồi các chế phẩm đậu nành, rồi sữa đậu nành, rồi cho cả tập gym này, tăng cơ này, đậu nành, nó quảng cáo về đậu nành cái lành tành phành, không hết cả dạ dày ra, nhé, bị thao túng. Tôi là cái ông cực kỳ ngang, trứng nhiều cholesterol, là tôi xin lỗi các bạn, nhé, tỉnh nào tôi chụp ăn sáng rồi đấy, mở mắt ra là trứng, nhé. Cái bánh khỉ gió thì cũng có trứng, đổ cái quả trứng nó chui vào mồm những người Tây á, một ngày ít nhất không dưới 2 quả. Đấy. Cholesterol con khỉ. Mà ai năm gần đây này đâu, năm trước nữa mới có những cái bài nói rằng là hóa ra cholesterol trong trứng là những cholesterol có lợi.
nhá, tôi cứ ăn từ lâu. Thế rồi thì là chúng ta bị thao túng bởi bởi quảng cáo và truyền thông, người ta nói rằng dầu chúng ta ăn mỡ là nó bão hòa, rồi chất béo nó no bão hòa, rồi tạo nên mỡ máu men gan này nọ, chúng ta bắt đầu là người nông dân bỏ mỡ lợn đi, rán bằng dầu, xong Hàn Quốc mấy các hãng, mấy Việt Nam cũng sản xuất những cái chảo rán không dầu, sợ dầu thế à, sợ mỡ thế à, đấy chúng ta bị thao túng. Chứ còn mỡ cái con lợn nha, con lợn nó rất gần với con người, đem tìm lợn lắm mà tìm người được. Nhưng cái mỡ nó để xào để nấu ấy, thì nó sẽ kết nối giữa thực vật tan vào cái mỡ động vật và bằng mồm chúng ta, nó hợp với ruột, nó hợp với enzyme, nó hợp với tiêu hóa và nó thơm và nó ngon. Thế còn ví dụ như là mỡ mà nuôi cắm cò thì nó không tốt, chứ còn mỡ còn lợn mà nuôi ngô nuôi khoai nhưng mà bỏ đi thì còn lại các mỡ rẻ mèo, đúng không? Tại vì nhà tôi học làm thuốc, trong đông y mỡ lợn nó có tác dụng như là thuốc ấy. Rất nhiều cái bài thuốc là cần mỡ lợn ấy. Thế nên là các bạn nhớ là gì, chúng ta bị thao túng không? Thế từ hồi chúng ta ăn dầu ấy, lắm bệnh chưa? Đúng không? Thế chúng ta lại bị thao túng về cái việc là chúng ta ăn hết ăn dầu rồi thì chúng ta lại bị thao túng về cái việc là đường. Úi dồi ôi, sợ đường lắm, đây uống cà phê này. Cà phê không đường, không đường nó nắng ngòm không vậy? Cứ cho đường này. Thế ăn đường mà nó tiểu đường. Không có đâu. Tiểu đường nó xảy ra từ hồi ăn lắm thịt quá. Ngày xưa đi thăm người ốm, mới được có cân đường hộp sữa nha. Hitler dã man tàn sát người ta như thế, không ăn gần như ăn chay đấy, uống nước đường suốt ngày. Ngày xưa binh lính tướng tá gì đấy mới có được tiêu chuẩn đường. Thế thì dưỡng nhan mới có đường, có sữa ông thọ đấy. Rồi tôi bây giờ chú Hữu Độ đóng phim ấy, đấy là thì có tiêu chuẩn dưỡng nhan đấy, đấy là mới có đường sữa. Thế là xúi nhau không uống nước đường. Ui rồi ôi, xong bắt đầu ăn đường hóa học. Đường hóa học là đường nó ngọt nhưng mà nó không có nó không phải đường saccharo, kiêng đường đi nhưng mà lại ăn cơm ba bát, ăn nhiều bát cơm chứ cơm nó chả thành đường, thành cái gì đấy, kiêng đường nhưng mà ăn bánh mì. Ôi, sáng dậy ăn ba chiếc bánh mì bằng này tôi không thể hiểu nổi người Tây, cả ngày tôi chỉ ăn được tối đa được một cái bánh mì. Người ta ăn một bữa đến ba cái bánh mì, mà người Tây nó giống người Việt Nam, vứt cái gì thì vứt bánh mì là phải tội, như người Việt Nam vứt cái gì thì vứt, nhưng mà vứt gạo thì là ngọc thực là phải tội, Nhật cũng thế. Thế thì chúng ta bị thao túng đấy, quay trở lại cái chuyện thao túng là chúng ta bị thao túng dã man con ngan vì những cái đấy, bị sỏ mũi luôn, bị sỏ mũi. Nhiều cái thao túng lắm, và chúng ta bị lệ thuộc lẫn nhau đấy, nên các quốc gia bây giờ nó lệ thuộc lẫn nhau, nên là quánh nhau là chết. Hai ông muốn đánh nhau là tất cả những ông kia phải cản đấy, nên nó cứ phải gầm ghè chửi nhau luôn. Nên là nhiều người thiếu kiên nhẫn mà chỉ nói mồm, chỉ võ mồm mới tức nhau, ẩn nhau, bắn mẹ đi, bắn cái gì nó mà bắn nhau bạn chết đầu nước. Thế thì nó kinh tế nó lệ thuộc, hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc rất nhiều, hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ rất nhiều, nên là thương chiến Mỹ Trung chỉ choảng nhau có tí này đã nhảy cầu đớ tất cả lên rồi, đúng không? Thế nên là nó bị lệ thuộc, muốn đánh nhau cũng khó đánh nhau do những cái ông kia, tại vì nó toàn cầu hóa và nó đang lệ thuộc vào nhau. Tôi xin lỗi rằng ở Biển Đông của chúng ta mà chỉ bắn nhau bum 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 nhé, thì hàng hóa đi trên đi nhiều được nữa. Bạn tính như hàng bao nhiêu tỷ đô la nó đi từ phía các cái châu lục, nó chạy về châu Á qua những cái cổng đấy. Thế mà đánh nhau loanh banh ở đấy thôi thì là chạy cái gì nữa. Thì đòi ngồi đấy mà đợi sản phẩm châu Âu bên này nhập về cho bạn, sản xuất xong khớp rồi đấy, gan rồi đấy, đúng không? Rồi ôi giời. Thế là nó bị lệ thuộc vào nhau và lại tiếp tục thao túng. Nhưng cái thao túng này nó mới kinh khủng, chứ nó không phải thao túng như các bạn bị thao túng mới là ăn dầu, ăn đậu nành, đi tập gym ăn sữa đậu nành, đúng không? Mà nó thao túng là gì? Chiến tranh hay không do các ông lớn, nó xúi oánh mê oánh, nó cho đánh mê đánh, nó cản nó không cho đánh, tại vì là thị trường của nó. Tức là gì? Các hãng lớn to đoành to đùng ấy, tại vì thị trường nó rất lớn, nó lệ thuộc vào nhau đấy. Thế cho nên là chẳng hạn như là các hãng lớn lệ thuộc nhiều chứ đừng có tưởng lệ thuộc Trung Quốc đấy, chúng ta cũng lệ thuộc nhiều. Nhưng bây giờ đây người ta không nhập thanh long nữa, thanh long của chúng ta thối chứ chả lệ thuộc là gì,
dưa hấu trở lên đấy, xong lại không nhập lên để thêm cho 3 ngày không nhập là dưa hấu thối, đúng không? Bảo nhau nuôi lợn, bảo nhau nuôi lợn ra xong nó trả nhập cho nữa đấy, đấy đấy có lệ thuộc không? Ừ. Họ bán những cái, họ bán cám cò cho mình, nhưng mà chúng ta không thích đồ Trung Quốc gì thì sẽ mua cám cò Việt Nam, nhưng mà Việt Nam lại nhập những nguyên liệu từ Trung Quốc đó. Bạn không thích dùng thuốc Trung Quốc gì, bạn dùng thuốc Việt Nam gì, Tanacan với lại cái gì à, hoạt huyết dưỡng não gì, nhưng mà King Cobra là cái cao cây bạch quả ấy, lại nhập từ Trung Quốc. Cái con nhộng cũng là nhập từ Trung Quốc, cái hạt chống ẩm cũng nhập Trung Quốc, cái đóng vỉ này cũng nhập Trung Quốc, cái lọ cũng nhập Trung Quốc. Nên là lọ của tôi bên này là ghi chữ PL là Poland, là không có Trung Quốc. Cái nắp của tôi không có Trung Quốc. Đấy, cái vỏ con nhộng của tôi ấy, là nó bằng bằng gạo với bột mì. Đấy. Thế nên nên là để các bạn biết là nó lệ thuộc nhau khủng khiếp luôn. Nó lệ thuộc. Thì thưa với các bạn là bị lệ thuộc. Và chúng ta thấy đấy, rất nhiều người muốn nghe của tôi nhưng mà không nghe được, bởi vì là lệ thuộc vào internet. Chúng ta bị lệ thuộc vào Facebook, quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, chúng ta lệ thuộc vào các ông lớn truyền thông, nó bị lệ thuộc lẫn nhau đấy, hợp tác với nhau để kiếm tiền. Nhưng mà lại phải học cách sống chung với nhau, sống chung với địch, sống chung đủ các thứ mà dặn. Người nhỏ thì sống chung ma túy, sống chung tệ nạn, sống chung nọ kia. Đấy, thế còn đây là những doanh nhân toàn cầu này, nó bị sống chung rất nhiều thứ mà nó bị lệ thuộc. Thế thì bước 1 là chúng ta học cách lệ thuộc vào nhau đi. Còn khi nào to này mới ngồi đây nghĩ cách làm sao để giảm tối đa cái việc lệ thuộc vào các ông lớn, làm sao giảm tối đa cái việc lệ thuộc vào Facebook. Một ngày nào đó nó giở hơi cắm mốc, nó cấm mình phát tiết ra gì chứ mình chết à, mình bán bằng cái gì? Thì khi to rồi, khi đủ to rồi đấy, đấy là lý do mà tôi mới chỉ cho các bạn học trò của tôi về thấy trend, thấy cái những trend đi trước để mình nhảy trước trend, mình nhảy ra ngoài mình xem thế nào đấy, để mình không bị lệ thuộc vào trend đấy. Còn chúng ta bị sỏ mũi, chúng ta bị sỏ mũi bởi truyền thông, chúng ta bị chạy theo đám đông, tư duy đám đông. Đám đông chỉ đại diện cho sai lầm, nhưng chúng ta rất thích tư duy đám đông, đúng không? Chạy theo trend đấy. Thế thì khi mạnh lên rồi thì có những cái là gì, tôi vẫn đang lợi dụng trend chứ, tôi tạo ra trend chứ, tôi đón đầu trend chứ, nhưng mà chủ yếu là gì, khi mạnh lại phải nhảy ra ngoài. Thì hôm nào đấy tôi sẽ phân tích cho trong cái nhóm sâu là tại sao mà bây giờ những cái hãng lớn như thế, thế tiền họ để đâu, họ hàng bao nhiêu nghìn tỷ cơ mà. Thế tại sao mà mới giãn dịch 3 tháng này thôi, rất nhiều cái công ty phá sản. Thì những cái tiền từ trước giờ đi đâu? Thì hôm nào tôi sẽ nói cho các bạn sâu hơn ở trong về cái bong bóng nha, nền kinh tế bong bóng. Thế thì hiểu thêm là bị lệ thuộc nhé. Đấy. Và cố gắng là tập cách lệ thuộc người ta. Đấy. Tức là chơi vào mâm tiệc đấy là bị lệ thuộc. Nhưng mà sau đó lại phải nghĩ cách làm sao nhảy được ra ngoài, kiếm được rồi nhảy ra ngoài như thế nào để mà bảo tồn, bảo vệ mình, bảo vệ tiền của mình, để bảo vệ thị trường của mình, bảo vệ cộng đồng của mình, để mà nhìn rõ con đường của mình. Là nhậu xong chúng nó đánh nhau đấy, thế là mình sẽ xin phép về sớm, đúng không? Đấy, thế nên là chúng ta ngày nay còn bị là cái tư duy fast food. Tư duy fast food thì tôi nói trong nhiều lần rồi, tức là ăn nó cũng tạo ra phong cách. Ăn fast food, chúng ta ăn đồ ăn nhanh nên chúng ta ngại nấu. Và cái việc ngại nấu mà muốn ăn nhanh, muốn ăn sẵn nên chúng ta gì, không có khả năng chờ đợi. Không có khả năng chờ đợi. Trai gái đi với nhau đấy, ngày xưa đấy, yêu nhau đến 10 năm cơ mà vẫn chờ, vẫn đợi. Nhưng mà bây giờ nó mới quen nhau, nó rủ nhau đi 3 tối, nó không ấy được nhau, nó bỏ mẹ nhau rồi. Nó không có khả năng chờ đợi. Con người ngày nay là không có khả năng chờ đợi, bởi vì thích ăn sẵn, thích ăn nhanh, bóc bánh trả tiền, ăn nhanh. Đấy, nó xảy ra thời trang nhanh. Đấy, HM đấy, nó là thời trang nhanh. Bây giờ các bạn thấy cái gì cũng nhanh, thời trang nhanh. Và nó bỏ mẹ thì chúng ta bị dính mà không hề biết. Những cái ô tô Audi, những cái ô tô Max, những cái xe Max ấy, hàng gần chục tỷ, hàng chục tỷ, mua chạy vài năm bây giờ bán mấy trăm triệu ở Việt Nam. Chứ nó là bị crazy. Đấy, điện thoại, ôi dồi, lọc nhọc. Cái này gọi là cái gì? Cái đang live stream là cái gì đấy, X Max 12, còn cái này là cái gì? iPhone 7, iPhone 6, iPhone 8, iPhone 10. Đây, cái này này sản xuất cho cửa sổ vàng đây này, đấy. Nó thay đổi liên tục, có cần thiết phải như thế đâu. Nhưng mà gì, tư duy fast food nó xảy ra cả thời trang nhanh và chúng ta bị cuốn theo, chúng ta bị lợi dụng nhé. Đấy, thế và gì, và chúng ta phấn đấu
Chúng ta bỏ các giá trị bền vững, giá trị truyền thống, quên mồ mả ông cha, quên tổ tiên, quên tín ngưỡng, đúng không? Không nặng về về tâm nữa, không nặng về về linh nữa, mà nặng về vật chất. Cứ bảo tách em theo duy vật, tách tâm ra khỏi vật là zombie, là xác sống. Đấy, duy tâm, tâm tâm linh nó là đạo, lãnh lãnh đấy, lãnh Chúa, lãnh đạo. Đấy, những người đứng đầu là phải có đạo, đấy, đi trên con đường đạo. Thế nên là ngày nay là chúng ta bắt đầu bị loạn vì những thứ chóng qua chóng quên, nha. Và kinh tế Lego nó sẽ kèm theo một cái là gì? Khi xảy ra một cái sự cố gì đó, nó xảy ra domino, chỉ tắt một con tàu ở kênh đào Suez thôi, domino kinh tế toàn cầu ngay tức thì, nha. Nên là chỉ cần cái chỗ Việt Nam, bạn nhìn xem cái khu vực biển Đông ở Việt Nam bé tí so với biển thế giới, cái chỗ có khác gì cái ao đâu đấy, thế mà cái ao mà bùng bùng mấy phát là ngồi đấy mà đợi sản phẩm của ông Dr. Cương nó về mà dùng, không có đâu nhé. Thế nên là nó sẽ domino, nó sập. Nên là khi chỉ cần một các vấn đề gì đấy nhé, nó sẽ xảy ra domino. Và ngay ở trên lãnh thổ chúng ta cũng vậy. Hôm qua tôi cũng nói chuyện mạnh dạn một chút, tôi nói về về cái sức khỏe, cái mạng sống đó, cái quan trọng nhất trong giai đoạn dịch bệnh này ở Việt Nam là cái cần phải giữ là mạng sống nhé. Mạng sống là tính mạng, nên chúng ta chỉ lo giữ mạng mà quên mất cái tính, mà không hề biết là tính nó mới tạo ra mạng. Đấy, tính cách, tính tình ấy, tính thần ấy. Hôm qua tôi nói ai chưa nghe thì xem lại đi. Đấy, thế nên là những thứ chóng qua và chóng quên. Đó, và chỉ vì con virus thôi, nó làm domino. Nó domino, nó đổ sập, nó vỡ trận kinh tế, nó sẽ vỡ bong bóng bất động sản, nó vỡ bong bóng đầu tư, đúng không? Nó biến mất khỏi thị trường rộng lớn. Nói chung là nó làm loạn, nó domino. Đấy. Thế nên là nếu như ai không, các nhà hoạch định chính sách mà không nhìn được bức tranh toàn cầu, không nhìn được những cái gì sẽ xảy ra do những cái hành vi phản ứng. Đấy, là đôi khi chúng ta chưa chết vì con virus, nhưng mà chúng ta sẽ chết vì cái cách chống dịch của chúng ta, hoặc là do dịch, cái gì cũng đổ dịch. Nó như những năm trước đổ cho chiến tranh. Đổ chiến tranh. Nếu mà định hướng đúng, các quốc gia nó vực dậy rất nhanh, Hàn Quốc, Nhật vực rất nhanh. Nên chúng ta mấy chục năm lên đây vẫn cứ đổ tội chiến tranh. Đấy. Thế nên sau này lại đổ tội cho dịch. Thế bây giờ cũng là lý do đấy, đổ tội cho dịch để mà khất nợ đi. Từ giờ đến cuối năm vỡ nợ, tôi nói rồi, tình hình báo suốt từ đầu năm là năm nay sẽ là một năm vỡ nợ thê thảm. Cứ ngồi đây mà cãi nhau, cứ ngồi đây mà bú phên đu chen những cái người ta chửi nhau, ẳng nhau, kệ việc của người ta. Đấy, cái việc của mình đâu, lo việc của mình đi. Nha, domino, hiệu ứng domino, vỡ bong bóng bất động sản, hiệu ứng domino đổ sập nền kinh tế, mất giá trị trên toàn địa cầu. Nó đổ bộ vào Việt Nam, những cái này kép với lại là bệnh dịch, chưa cần kép với biến loạn ngoài biển nhé. Thì chúng ta sẽ dính một cái domino như là sóng thần. Mọi cái kinh nghiệm trước đây chúng ta chỉ như là vỡ đê này, năm 71 vỡ đê này. Những người có kinh nghiệm chống vỡ đê thì bây giờ không có làm cái gì so với sóng thần. Đấy, cái này là tôi nhìn thấy và tôi cảnh báo từ rất xa rồi nhé. Thì ở Trung Quốc đợt này chính phủ cũng đang sốc với cái trào lưu nằm ngửa. Bạn sợ cái chữ nằm ngửa đấy. Trung Quốc giờ giới trẻ nó điên lên, nó nằm ngửa. Đấy. Trung Quốc trước đây là đẻ một con thôi, bắt nhau chỉ đẻ một con. Đẻ một con thì một dạng thấy hả hê, thấy rất là hay, dân số nó từ kinh tế nó vọt lên. Đấy, xong mà nó bắt đầu những cái gia đình mà ngày xưa nó là đông con ấy, đông thanh niên ấy, thì những cái thanh niên ấy trở thành những người già, có người không có con, có người một con xong nó lại chết mất không đẻ được nữa. Thế xong là có một cặp vợ chồng trẻ nó phải nuôi bố mẹ hai bên là bốn, tứ thân phụ mẫu là bốn. Nó phải nuôi thêm bà cô, ông chú, ông cậu, ông bà mợ. Tại vì là sao? Tại vì là ông thì chết vợ, ông thì chết chồng, ông thì chết cả con. Người thì hai cái hom già còn đấy thì chết cả con. Thế đâm ra là gì? Người ta đẻ ít để đẩy đất nước giàu mạnh lên. Nên bây giờ, và Trung Quốc bây giờ nó cũng thịnh hành cái thuật ngữ là già trước khi giàu. Tức là dân số trở nên già luôn. Đấy, và giới trẻ gồng lên nuôi cái đám già, nó không thể giàu được. Đấy. Và cuối cùng bây giờ là nó chơi trò nằm ngửa. Bạn tí nữa bạn xem Trung Quốc đang nháo loạn nên vì phong trào lưu nằm ngửa. Nó chả làm nữa đấy. Nó chả làm nữa. Tại vì nó thấy là gì? Cái khoảng cách giàu nghèo nó xa quá. Đấy. Trước đây là gì? Họ được tuyên truyền là gì? Nỗ lực học hành. Từ nhỏ làm việc nhỏ tùy tư sức của mình, học hành, học mà cướp đấy công danh, cướp đấy tài, học để mà kịp với năm châu, học để mà đại học, học để mà cao học mà đi du học, học làm gì? Học máu mồm ra vẫn học. Việt Nam cũng đang học máu mồm ra vẫn học. Đấy, học. Thế xong học xong rồi cao học rồi, cứ học xong rồi du học rồi về vẫn thất nghiệp bình thường, vẫn cứ không giàu, vẫn nợ nần, mua ô tô cũng nợ, mua nhà cũng nợ, xong lại còn không có nhà, lại không có ô tô, con cũng không được học trường quốc tế, xong mà họ điên lên. Đấy,
họ chơi chài nằm ngửa, tức là gì, ăn ít thôi, mặc ít thôi, cóc cần sành điệu nóng, mặc quần đùi quần sóc áo hai dây cho nó mát, đúng không? Không cần xe sành điệu nữa, không cần chạy theo thời trang, không gu xì nữa, không đổi điện thoại nữa, nó vẫn gọi được, không đổi nữa, ô tô vẫn lái được, không ngỏng, cứ lái, không cần sành điệu nữa, không cần nhà to nữa, tiêu ít đi, sống tối giản đi, và cũng không cần lấy vợ nữa, lấy rồi thì cũng không để con nữa, trên lớp với con lớn, nên làm gì, nó giảm nhu cầu tối đi, giảm nhu cầu tối đa thì nó cóc cần học, nó cóc cần đi làm nữa, tại vì học mãi rồi đi làm mãi trả giàu, chỉ làm giàu cho các ông lớn, đấy nó bị thao túng. Giới trẻ Trung Quốc nó đang ra làm cái trào lưu đấy. Thế cái trào lưu đấy thì bắt đầu là nó không đi làm nữa. Nó không đi làm nữa, tại vì đấy nó đi làm chỉ làm cho một số ông giàu lên thôi, một số ông chóp mu giàu lên thôi, còn chúng nó không giàu. Tại vì khoảng cách giàu nghèo nó chạy xa quá rồi, nó không theo kịp, giới trẻ không theo kịp. Và giới trẻ Trung Quốc nó phát hiện ra cái đấy. Nó nếu mà nó chống đối, nó bạo động thì lại bảo là nó kể cả mấy đi biểu tình, cái gọi là gì? Biểu tình mà không phá rối gọi là biểu tình nhỉ? Hay là phản đối mà không gây rối gọi là gì đấy? Bất bạo động thì cũng vẫn bị, nên bây giờ là gì, nó chả phản đối nữa, nó chẳng nghĩ, nếu mà cuối cùng chẳng làm, nó nằm ngửa, thế là chẳng làm, nó kệ bà. Thế là chết. Thế thì có một số người nói là nếu không làm thế đừng có đùa với chính phủ, không làm thế nó nhập cư lao động. Đó, nhập gì? Thì nói cho bạn biết, nếu mà các bạn đang nghèo thì các bạn cố gắng xâm nhập vào cộng đồng giàu và cộng đồng thịnh vượng thì các bạn sẽ có cơ hội làm giàu. Cái dòng tiền nó như dòng nước, bạn bén mảng lại gần dòng nước là có khi nước nó bắn đầy người bạn ướt sũng nhá, khát thì xin nó múc đâu chả được nhá. Đấy, nó như là mấy anh sang nhà máy táo ấy, ra vườn táo thì táo chạy mầm đấy, ăn lúc nào thì ăn, ai bảo nào, đúng không? Tiền nó như táo đấy, ra vườn táo vặt thoải mái như nước ấy. Thế thì lại gần dòng tiền, lại gần khu vực thịnh vượng ấy, thì là người nghèo nên hướng đến đấy. Còn những người giàu ấy thì tôi nói thật với bạn là gì, nếu như mà số đông người nghèo tràn vào nước Mỹ, số đông người nghèo tràn vào châu Âu, số đông người nghèo đang tràn vào Đức, vào Pháp đấy. Và bây giờ nhé, số đông người Ukraine đang tràn vào một số thành phố và đang chiếm cái lao động ở Ba Lan. Như hôm trước tôi đi tàu về đấy, tôi cho các bạn đấy, rất nhiều người nghèo tràn vào Ba Lan là đến từ Ukraine. Và tôi cũng nói với các bạn là tương lai trong 10 năm tới, châu Âu cần đến hàng chục triệu lao động. Hàng chục triệu lao động. Nào với người Việt Nam nếu không học để trở thành những mảnh ghép trong bữa tiệc thịnh soạn được, mà muốn đến dọn mâm quét rác là sẽ đến để làm việc trong những bữa tiệc của địa cầu ấy, nhưng mà chúng ta còn không đủ tiêu chuẩn, chúng ta còn không đủ tư cách để cho người ta tuyển sang đây làm hầu tiệc, làm bồi bàn trong bữa tiệc kinh tế toàn cầu. Mà tại sao? Vì phong cách làm việc của người Việt Nam hợp tác rất là chán, thế nên là người ta tuyển người Ukraine giá cũng rẻ như người Việt Nam. Và người Ukraine sang tràn sang, hôm nọ tôi về những tỉnh ấy, tràn sang đấy và họ trả thuê cái giường ngủ thôi, mỗi tối thuê một cái giường, một tháng mất 300 euro, 500 euro, 500 euro là khoảng 3 triệu tiền Việt Nam. Họ có một cái giường và ngủ tối, tiền thì để tài khoản chuyển đến Ukraine cho gia đình xây nhà, cho con đi học, rồi thậm chí là nay mai về cóp về rồi mua ô tô rồi làm nhà, kiểu như Việt Nam đi Nhật về Hàn Quốc ấy. Đấy, thế thì làm sao họ vào, họ làm mức lương rẻ, họ tiết kiệm. Trung Quốc thì nó tiết kiệm để nó nằm ngửa không làm, còn bên này họ sang đây họ ăn uống tiết kiệm, ở tiết kiệm để họ làm cóp tiền vào, chấp nhận làm giá rẻ, họ cạnh tranh với lao động chính của những khu vực Ba Lan này. Và nghiễm nhiên người Ba Lan chính thống mất việc, tại vì người ta sẵn sàng làm việc rẻ hơn, mất việc nhé. Đấy, thế là họ làm ra sản phẩm rẻ, không đắt như ngày xưa nữa. Đấy, cùng một chai nước táo đấy, cùng một cái lọ này đấy thì là bây giờ nó rẻ hơn. Đấy, thế thì có những người là nhìn thấy thế là hay, còn tôi chả thấy nó hay tí nào cả. Và tôi chỉ luôn cho các bạn cái thành phố Wood như hôm tôi đi đấy, bao nhiêu hãng dệt may cổ nó đẹp như thế. Bạn nào xem lại cái thành phố Wood mà hôm tôi đi, tôi quay cho các bạn xem đấy. Bây giờ đây thì các nhà xưởng cổ như thế xóa sổ, do đâu mà xóa sổ? Do sản phẩm dệt may rẻ, do thời trang nhanh của Trung Quốc đổ bộ vào. Thế nên là ở châu Âu, ở Ý, ở các nước bên này bây giờ toàn các ông chủ dệt may Trung Quốc. Vẫn là bông gòn của châu Âu, thế nhưng mà đồ cực kỳ rẻ, nhanh hỏng. Thế là các cái hãng truyền thống giàu có ngày xưa thịnh vượng nó sầm uất như thế, biến mất tất. Đấy, thế nên là xâm nhập vào cộng đồng rẻ, xâm nhập vào thì cộng đồng rẻ được lên nhé, nhưng mà cộng đồng đắt giá sẽ bị giảm giá trị. Nên thế giới nó luôn xảy ra hai mặt. Hãy tư duy sâu sắc một chút nhé các bạn nhé. Đấy, Hãy suy ngẫm về những gì tôi nói, để chúng ta có cái định hướng gì cho con cái, định hướng gì. Và trong cái bức tranh toàn cảnh này thì bạn là ai?
bạn sẽ định là ai trong tương lai. Các bạn không còn nhiều năm lắm nữa đâu, mặc dù các bạn còn trẻ. Tôi lớn tuổi hơn các bạn, nhưng mà tôi xin lỗi là ý nghĩ của tôi tốc độ hơn các bạn. Tôi đi lại nhanh hơn các bạn. Tôi thực hiện, tôi khả thi nhanh hơn các bạn. Tôi khẩn thi và tôi khả thi nhanh hơn. Các bạn thấy tôi sẵn sàng đầu tư hàng triệu đô la vào những cái khu đấy cho các bạn xem rồi nhé. Và chính phủ lại đầu tư tiếp. Đấy. Thế mà nếu mà ngày mai dự án nó lớn lên, tôi còn mua thêm 5 hectare nữa cơ. Ở bên cái rừng bên cạnh. Đấy. Và nếu mà cái dự án nó thành công, mà nó không thành công tôi cũng không sao. Đấy, đấy là cái vấn đề. Cái vấn đề này là cái bài học chí mạng, như bài học quyết liệt hơn mà tôi sẽ dạy các học trò và theo tôi được cho đến lúc bắt đầu các bạn có tiền. Thì bây giờ tôi mới dạy được những cái đó. Nhưng tôi suy nghĩ nhanh hơn, tôi chạy tốc độ hơn, mặc dù tôi lớn tuổi hơn nhưng tôi sẽ suy nghĩ nhanh hơn. Đúng không? Tôi chạy tốc độ hơn. Bây giờ phải giàu trước khi già đi, giàu trước cả khi bố mẹ mình già đi, giàu trước khi con cái mình nó lớn lên đi. Chưa đi trước đón đầu được cái gì thì hãy đổ tư duy của mình, đổ suy nghĩ của mình vào tương lai, đừng ăn mày quá khứ nữa. Phía sau là con quỷ. Các bạn xem lại các bạn 35, 40 tuổi, những năm tháng đã đi qua, các bạn đã làm được cái gì, tích cóp được cái gì ở trong này, lấy giấy viết ra đi, tích lũy được cái gì. Đừng có đem cái quá khứ đấy để nó níu lại, mà hãy đổ tư duy vào tương lai. Bạn tập trung suy nghĩ vào đâu thì kết quả nó hiện lên. Đừng tập trung vào quá khứ mà hãy tập trung vào tương lai. Tập trung vào tương lai con cái, tập trung vào tương lai của gia đình, tập trung vào tương lai của mình, và đi qua cái dịch này một cách khôn ngoan lên. Không có nhiều người khôn ngoan ở ngoài kia. Trong này cũng rất nhiều người đang lỡ ngỡ, đang ngỡ ngàng như em bé. Bà đấy hôm qua tôi quay các em bé. Các em bé nó chưa đầy một tuổi, nó đến nhìn cái gì nó cũng bỡ ngỡ. Các bạn tưởng là các bạn không bỡ ngỡ, so với toàn cầu hóa thì các bạn quá bỡ ngỡ như một em bé 8 tháng tuổi. Thế nên phải ai đó chỉ ra cho các bạn. Thì chúng ta thử gì nhỉ? Chúng ta thì cứ tưởng là trẻ con không biết gì, chúng ta không nói với nó. Nhưng mà tất cả những cái đứa mà bố mẹ chịu khó nói chuyện, chịu khó đọc sách cho con, chịu khó lắng nghe con và chia sẻ với con, thì đến lúc mà nó biết hơn cả những người lớn tuổi. Đấy là bằng chứng. Thế nên là nghĩ nó không tới thì đi nó không đến đâu. Và lý do là gì? Tôi luôn, ý nghĩ của tôi luôn chạy rất nhanh. Đó là lý do không phải học trò nào cũng theo kịp tôi. Đấy. Theo được đoạn nào thì theo thôi. Rồi đến lúc này rẽ ngang. Nhưng mà khi có rẽ ngang thì nó cũng ở cái tầm cao hơn rồi. Gợi ý được cái gì không các bạn? Tạm biệt nhé.